Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 721, biện pháp 1. Không riêng gì Chu Dương mà những người khác trong phòng như Bảo Ca, La Hải đều ngạc nhiên nhìn Nhậm Phong và Chu Dương. Vừa nãy Nhậm Phong nói ông ta biết về Chu Dương, nói ra một cách tự nhiên không hề che giấu, hơn nửa gương mặt còn nở nụ cười tươi, có vẻ ông ta là người rất dễ gần. Bảo Ca chỉ hiểu sơ qua về tính cách của Nhậm Phong, trước đây chỉ có Hổ Gia mới tiếp xúc nhiều với Nhậm Phong. Bảo Ca chỉ là một đàn em thân cận bên Hổ Gia mà thôi. Thế nên mặc dù anh ta cảm thấy Nhậm Phong nói như vậy với Chu Dương hơi kỳ quái, nhưng cũng không phải quá khó hiểu. Chưa nói đến việc Chu Dương là cổ đông công ty Danh Dương, cũng là người phụ trách hai dự án mới nhất, mà anh cũng có không ít mối quan hệ ở Đông Hải. Chỉ là trước mắt nhóm người Hứa Du đang để mắt tới cửa hàng cuối cùng của công ty Danh Dương do Nhậm Phong quản lý. Mặc dù Nhậm Phong đã từ chối không bán lại cho Hứa Du nhưng ông ta không thể không biết chút gì về công ty Danh Dương. Chu Dương là người của công ty Danh Dương, Nhậm Phong biết đến cũng là điều hiển nhiên. Bảo Ca không may mảy nghi ngờ gì, nhưng La Hải ở một bên khẽ kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết nhiều về tính cách của Nhậm Phong, nhưng La Hải là thư ký của Nhậm Phong, đã làm việc cạnh Nhậm Phong nhiều năm, tính đến hôm nay đã hơn 20 năm. Hơn nữa La Hải là cháu trai của Nhậm Phong. Thế nên La Hải hiểu rất rõ tính cách của Nhậm Phong. Không đề cập đến chuyện Chu Dương là quản lý cấp cao của công ty Danh Dương, dù anh là con cháu gia tộc hạng nhất ở Đông Hải thì trong mắt Nhậm Phong cũng không là gì. Dĩ nhiên nếu là gia chủ đương nhiệm của gia tộc hạng nhất thì không cần nói nữa. Mấy chục năm nay, La Hải vẫn chưa từng gặp được người nào đáng để Nhậm Phong nói chuyện thân thiết như vậy. Lẽ nào Chu Dương này có bí mật và thân phận mà người khác không biết sao? La Hải không biết. Cũng không đoán ra được. Nhưng anh ta biết Nhậm Phong đã biểu lộ ý thân thiết với Chu Dương như vậy thì cháu trai kiêm thư ký này dĩ nhiên cũng phải tỏ ra gần gũi với Chu Dương. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Hải trở nên ôn hòa, nhìn Chu Dương cũng càng hòa nhã hơn. Chu Dương sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn Nhậm Phong, ông ta trông có vẻ không giống đang nói lời tốt đẹp để lừa gạt mình. Lẽ nào ông ta thật sự biết mình hay đã điều tra về mình? Vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Dương biết trước đó anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với tòa nhà Hằng Phong này. Ngay cả cửa hàng kinh doanh ở tầng 1 tòa nhà Hằng Phong cũng do người bên bộ phận thương mại công ty Danh Dương phụ trách, anh thậm chí không hỏi về những vấn đề bên này. Nhưng tạm thời không nói những thứ khác, bây giờ thiện ý của Nhậm Phong lại là chuyện vô cùng tốt với Chu Dương. Chí ít có thể liên kết với Nhậm Phong để đối phó với đám người Hứa Du. Không ngờ ông Nhậm lại biết tôi, thật khiến tôi cảm thấy hơi lo sợ vì nhận được sự quan tâm. Cho dù ông Nhậm nói thật hay giả, thì vẫn chỉ là biểu hiện bên ngoài, suy cho cùng ông ta cũng thể hiện thiện ý, Chu Dương sẽ không có ý nghĩ tỏ ra kiêu ngạo gì. Người khác nhường anh một, dĩ nhiên anh sẽ tự tôn trọng người khác 10. Bạn cho tôi thể diện thì tất nhiên tôi cũng giữ thể diện cho bạn, nguyên tắc giao thiệp giữa con người với nhau là như vậy. Ha ha, Chu Dương, còn trẻ tuổi mà khá lắm. Nhậm Phong nhìn Chu Dương, ông ta rất hài lòng với biểu hiện vừa nãy của anh, nụ cười trên mặt càng vui vẻ. Ngồi đi. Nhậm Phong nhẹ giọng nói rồi tự mình ngồi lên ghế sofa, vị trí ngồi của ông ta là ghế chính giữa thể hiện sự tôn kính. Đương nhiên trong những người có mặt trong phòng, Nhậm Phong là người lớn tuổi nhất, vai vế cũng lớn nhất. Hơn nữa thành tựu ông ta đạt được hiện nay cũng không ai sánh bằng, ngồi ở vị trí chính giữa cũng không ai có ý kiến gì. Còn mấy người Chu Dương và Bảo Ca cũng tự ngồi vào chỗ của mình. Thằng nhóc A Hổ bây giờ sao rồi? Sau khi mọi người đã yên vị, Nhậm Phong không nói thẳng về Chu Dương và chuyện công ty Danh Dương, mà mỉm cười với Bảo Ca hỏi về chuyện của Hổ Gia. Từ cách xưng hô của Nhậm Phong với Hổ Gia, Chu Dương cũng có thể nhận ra được phần nào. Với địa vị của Hổ Gia ở Đông Hải hiện giờ, Nhậm Phong có thể tùy ý gọi ông ấy là A Hổ. Đây rõ ràng là cách xưng hô của người vai vế ở trên với người bề dưới. Điều này chứng tỏ năm đó Nhậm Phong có địa vị thế nào trên giang hồ ở Đông Hải. Mặc dù Chu Dương chưa từng trải qua nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được. Vào thời kỳ đó, những người như Nhậm Phong, Hổ Gia hẳn là nhân vật chí dũng kiệt xuất. Hổ Gia rất ổn, bây giờ ông ấy đã không còn quản chuyện trên giang hồ nữa, ông ấy đưa theo một vài anh em chúng tôi cùng làm ăn, cuộc sống bây giờ cũng khá ổn. Bảo Ca cười nói, vẫn rất tôn kính với Nhậm Phong. Ừ, vậy thì tốt. Nhậm Phong dường như cũng chỉ tùy ý hỏi thăm, sau khi nghe Bảo Ca nói như vậy,
ông ta chuyển tầm mắt của mình lên người Chu Dương. Tôi biết cậu đến đây với mục đích gì, chỉ là không biết cậu, hay nói đúng hơn là công ty Danh Dương có dự định thế nào. Nhậm Phong nhìn Chu Dương, vẻ mặt không còn thư thái như lúc ban đầu mà lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong căn phòng này, Nhậm Phong có địa vị và thân phận cao nhất. Bất kỳ một câu nói nào của ông ta đều có sức ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người. Lúc vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc, nhiệt độ cả căn phòng tăng lên vài độ, một áp lực vô hình trong nháy mắt tản ra khắp căn phòng. Mà khí thế này không phải Nhậm Phong muốn nhằm vào ai cả. Chu Dương nheo mắt, anh không phải là người bình thường, anh biết lai lịch của nhóm người Hứa Du từ tin tức của Bào Ca. Đó là nhóm người của gia tộc ẩn giật ở Đông Hải, lớn mạnh và đáng sợ hơn những gia tộc hàng đầu như Tôn Gia, Tô Gia, Đinh Gia. Mặc dù Hứa Du chỉ tiếp xúc với Nhậm Phong một lần nhưng qua vẻ mặt và giọng điệu vừa nãy của Nhậm Phong, Chu Dương cũng đoán được Nhậm Phong biết rất rõ về nhóm người Hứa Du. Nếu không dù có là người của gia tộc hạng nhất thì cũng không thể có bất kỳ uy hiếp nào với Nhậm Phong, cũng sẽ không khiến ông ta trở nên nghiêm túc đến vậy. Chắc hẳn ông Nhậm cũng biết lai lịch của nhóm người kia, mặc dù khó giải quyết nhưng không phải không có cách ứng phó. Chu Dương trầm giọng nói, lúc này anh quả thật không có cách nào tốt để đối phó với bọn người kia, nhưng anh biết những người bên phe mình đều có một loại khí thế. Chính vì có khí thế như vậy mới có thể thản nhiên đối mặt với mấy người Hứa Du kia. Thế nên anh không thể nói ra mấy lời không hay gì đó, bằng không một khi đánh mất khí thế thì muốn đối phó với nhóm người Hứa Du kia không còn đơn giản nữa. Ồ, cậu có cách, cách gì, tôi muốn nghe xem sao. Nhậm Phong nghe Chu Dương nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, ánh mắt nhìn Chu Dương càng trở nên tò mò. Chương 722, Biện pháp 2. Hiển nhiên, lời nói của Chu Dương khiến Nhậm Phong khá bất ngờ. Dẫu sao với năng lực của Nhậm Phong, nếu muốn điều tra thông tin về Chu Dương và công ty Danh Dương thì không phải là không thể. Thậm chí, Nhậm Phong đã điều tra rõ ràng cả lúc Chu Dương học tiểu học, cũng biết chỗ dựa lớn nhất hiện tại của Chu Dương là công ty Danh Dương, Tô Gia và cả câu lạc bộ Silver Lake của Trần Thế Hào. Tuy nhiên, trong lòng Nhậm Phong hiểu rõ, đối phó với người như Hứa Du, chỉ dựa vào chút thế lực này thì chẳng thấm vào đâu. Không nói những thứ khác, chỉ riêng tin tức giữa hai bên đã không tương xứng. Thông tin về Tô Gia, công ty Danh Dương, câu lạc bộ Silver Lake rất dễ tra xét, vậy nên tin tức nội bộ cũng khó mà che giấu được. Thế nhưng, ngoài việc biết đối phương đến từ gia tộc ẩn giật Hứa Gia ở Đông Hải, bọn họ không hề có thêm bất cứ thông tin nào khác về đám người Hứa Du. Thậm chí, ngay cả thông tin về gia tộc ẩn giật Hứa Gia ở Đông Hải cũng rất mơ hồ. Vì vậy, Nhậm Phong thực sự rất kinh ngạc khi Chu Dương nói anh có cách đối phó với đám người Hứa Du. Trên thực tế, mấy ngày trước, đám người Hứa Du đã đến tận nơi, thẳng thắn đưa ra yêu cầu muốn mua lại cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương. Giá cả trao đổi mà đám người Hứa Du đưa ra không hề thấp, đủ để Nhậm Phong hoàn vốn, còn có thể kiếm lãi lớn. Nhưng Nhậm Phong đã từ chối. Hứa Du cũng không cưỡng ép, tuy nhiên trước khi rời đi, hắn lại cho Nhậm Phong một thời hạn. 7 ngày. Sau 7 ngày, đúng vào ngày mồng 4 đầu năm mới, cũng là ngày các cửa hàng ở thành phố mở cửa trở lại sau Tết, hắn sẽ quay trở lại. Tới lúc đó, Hứa Du không muốn nghe lời từ chối từ Nhậm Phong nữa. Cho dù lời từ chối ấy do chính miệng Nhậm Phong nói ra. Nhậm Phong không nói gì, đương nhiên ông ta biết rõ, Hứa Du có đủ tự tin để nói như vậy. Cho dù địa vị của Nhậm Phong ở Đông Hải không hề thấp, ngay cả những nhân vật cấp bậc gia chủ của các gia tộc hạng nhất, cũng có không ít người được xem là thế hệ sau của Nhậm Phong, nhưng trong mắt Hứa Du, Nhậm Phong chỉ là một người có chút thực lực mà thôi, hắn dư sức để gây khó dễ cho ông. Không chỉ Nhậm Phong nhìn Chu Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ, đến cả Ngưu Xuyên, Bào Ca và mấy người khác cũng kinh ngạc nhìn Chu Dương. Bởi vì những lời này Chu Dương chưa từng nói, cũng chưa hề bàn bạc với họ. Bây giờ đột nhiên nói ra, nếu anh không nghĩ ra cách thuyết phục Nhậm Phong, hậu quả vô cùng khó lường. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Chu Dương thầm cười gượng gạo. Vốn dĩ, khi chưa hiểu rõ đối phương Chu Dương cũng không muốn liều lĩnh đối đầu với một người thuộc gia tộc ẩn giật Hứa Gia như Hứa Du. Thế nhưng bây giờ xem ra anh không muốn xung đột với người khác, nhưng người ta lại không muốn vậy. Chỉ trong vài ngày, liên tiếp thu mua 8 cửa hàng ở quận Phổ Đà, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hung bạo tàn nhẫn, hoàn toàn không giống kiểu muốn nói chuyện tử tế. Vì vậy Chu Dương buộc phải suy nghĩ đến khả năng tệ nhất. Quả thật, bất cứ thế lực nào ở Đông Hải, ngay cả gia tộc hạng nhất, câu lạc bộ Silver Lake,
tòa nhà Hằng Phong sợ rằng cũng không thể đối phó với Hứa Du xuất thân từ gia tộc ẩn giật Hứa gia. Thế nhưng Chu Dương còn có con át chủ bài. Có điều, lá bài này chưa đến bước cuối cùng thì chưa nên lật. Gương mặt Chu Dương đầy vẻ do dự, anh nhìn Nhậm Phong và những người khác, trong lòng không thể đưa ra quyết định. Tất nhiên nếu anh nói ra con át chủ bài của mình, điều này sẽ khiến mọi người yên tâm hơn, nhưng cũng có nguy cơ bị lộ thông tin ra ngoài. Chu Dương không biết rõ về đám người Hứa Du, cũng không biết ở đây có người nào sẽ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài hay không. Nếu vậy, mấy người Hứa Du sẽ đề phòng, điều này đối với Chu Dương mà nói thì được nhiều hơn mất. Xem ra anh bạn Chu Dương thật sự có cách, lúc này không tiện thì không nhất thiết phải nói đâu. Hôm nay mọi người đến đây, chắc là có kế hoạch cơ bản rồi đúng không? Nói nghe xem nào. Nhậm Phong bỗng nhiên lên tiếng, khẽ gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Dương. Nhậm Phong đã mở lời, những người khác mặc dù vẫn tò mò nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ Nhậm Phong truy hỏi đến cùng, anh không biết phải nói thế nào, đến lúc đó dù Chu Dương không muốn nhưng vì đại cuộc vẫn phải lộ ra con át chủ bài. May thay, Nhậm Phong không phải là kiểu người lỗ mãng. Ngay lập tức, Chu Dương nói ra một vài kế hoạch của mình. Chu Dương và các quản lý cấp cao đã thảo luận những kế hoạch này tại phòng họp của công ty Danh Dương. Bởi vì những kế hoạch này cần tất cả mọi người cùng tham gia, không chỉ bên phía Chu Dương mà còn cần bên phía Nhậm Phong phối hợp, cho nên nói ra cũng không sao cả. Chu Dương từng bước vạch ra kế hoạch của mình, một phương án tương đối khả thi được trình bày trước mặt mọi người. Nhậm Phong không ngừng gật đầu, trong mắt đầy vui vẻ, nhìn Chu Dương càng thêm hài lòng. Về cơ bản, điều bây giờ chúng ta cần làm là trước khi đám người Hứa Du trở mặt, chúng ta cũng không nhất thiết phải gây chiến. Dù sao mục tiêu của bọn họ là cửa hàng kinh doanh cuối cùng ở quận Phổ Đà, chỉ cần mục tiêu của họ không thay đổi, vậy thì sớm muộn cũng có ngày sẽ ra tay. Chu Dương thở dài, kế hoạch này tuy không phức tạp, nhưng lại liên quan đến rất nhiều người. Nhất là yêu cầu với bên Nhậm Phong không hề thấp. Vì vậy, lúc Chu Dương nói, cố gắng nhẹ giọng uyển chuyển nhất có thể, để bên phía Nhậm Phong không có quá nhiều sự chống đối. Nghe kế hoạch của Chu Dương, Nhậm Phong trầm tư, còn La Hải khẽ gật đầu. Quả thực La Hải cũng có ấn tượng sâu sắc với đám người Hứa Du. Khi đối diện với Hứa Du, lần đầu tiên La Hải thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt Nhậm Phong. Kế hoạch của Chu Dương mặc dù chưa chắc chắn có thể đối phó với đám người Hứa Du, nhưng tiếp xúc ban đầu giữa hai bên lại khả thi, đặc biệt là điều này có khả năng liên quan đến vấn đề an toàn của Nhậm Phong. Chủ tịch Nhậm, tôi thấy kế hoạch của Chu Tiên Sinh có thể thực hiện được, trước mắt, chúng ta vẫn chưa biết rõ về đám người Hứa Du. Mạo hiểm xung đột hậu quả sẽ rất khó lường, cách tốt nhất chính là án binh bất động, chờ đối phương tự tìm đến. La Hải lập tức nhỏ giọng nói. La Hải là cháu trai kiêm thư ký cũng là cố vấn của Nhậm Phong trong nhiều vấn đề, có thể đưa cho ông ta vài lời khuyên. Yên tĩnh. La Hải nói xong, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Nhậm Phong, việc nên làm Chu Dương đều đã làm rồi, còn lại là tùy thuộc vào quyết định của Nhậm Phong. Nếu Nhậm Phong đồng ý thì mọi việc cứ vui vẻ tiến hành theo đúng kế hoạch Chu Dương. Nhưng nếu Nhậm Phong không đồng ý, vậy thì... Được, cứ làm thế đi, có điều về phía tôi, mọi người không cần lo lắng, đám người Hứa Du vẫn chưa dám động đến tôi đâu. Nhậm Phong gật đầu, khẽ nói, ánh mắt ông ta sắc bén, giọng điệu hết sức tự tin, lộ ra vẻ bá đạo. Chương 723, sắp xếp. Hiển nhiên, lời nói của Chu Dương khiến Nhậm Phong khá bất ngờ. Dẫu sao với năng lực của Nhậm Phong, nếu muốn điều tra thông tin về Chu Dương và công ty Danh Dương thì không phải là không thể. Thậm chí, Nhậm Phong đã điều tra rõ ràng cả lúc Chu Dương học tiểu học, cũng biết chỗ dựa lớn nhất hiện tại của Chu Dương là công ty Danh Dương, Tô Gia và cả câu lạc bộ Silver Lake của Trần Thế Hào. Tuy nhiên, trong lòng Nhậm Phong hiểu rõ, đối phó với người như Hứa Du, chỉ dựa vào chút thế lực này thì chẳng thấm vào đâu. Không nói những thứ khác. Chỉ riêng tin tức giữa hai bên đã không tương xứng. Thông tin về Tô Gia, công ty Danh Dương, câu lạc bộ Silver Lake rất dễ tra xét, vậy nên tin tức nội bộ cũng khó mà che giấu được. Thế nhưng, ngoài việc biết đối phương đến từ gia tộc ẩn giật Hứa Gia ở Đông Hải, bọn họ không hề có thêm bất cứ thông tin nào khác về đám người Hứa Du. Thậm chí, ngay cả thông tin về gia tộc ẩn giật Hứa Gia ở Đông Hải cũng rất mơ hồ. Vì vậy, Nhậm Phong thực sự rất kinh ngạc khi Chu Dương nói anh có cách đối phó với đám người Hứa Du. Trên thực tế, mấy ngày trước, đám người Hứa Du đã đến tận nơi,
thẳng thắn đưa ra yêu cầu muốn mua lại cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương. Giá cả trao đổi mà đám người Hứa Du đưa ra không hề thấp, đủ để Nhậm Phong hoàn vốn, còn có thể kiếm lãi lớn. Nhưng Nhậm Phong đã từ chối. Hứa Du cũng không cưỡng ép, tuy nhiên trước khi rời đi, hắn lại cho Nhậm Phong một thời hạn. 7 ngày. Sau 7 ngày, đúng vào ngày mồng 4 đầu năm mới, cũng là ngày các cửa hàng ở thành phố mở cửa trở lại sau Tết, hắn sẽ quay trở lại. Tới lúc đó, Hứa Du không muốn nghe lời từ chối từ Nhậm Phong nữa. Cho dù lời từ chối ấy do chính miệng Nhậm Phong nói ra. Nhậm Phong không nói gì, đương nhiên ông ta biết rõ, Hứa Du có đủ tự tin để nói như vậy. Cho dù địa vị của Nhậm Phong ở Đông Hải không hề thấp, ngay cả những nhân vật cấp bậc gia chủ của các gia tộc hạng nhất, cũng có không ít người được xem là thế hệ sau của Nhậm Phong, nhưng trong mắt Hứa Du, Nhậm Phong chỉ là một người có chút thực lực mà thôi, hắn dư sức để gây khó dễ cho ông. Không chỉ Nhậm Phong nhìn Chu Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ, đến cả Ngưu Xuyên, Bào Ca và mấy người khác cũng kinh ngạc nhìn Chu Dương. Bởi vì những lời này Chu Dương chưa từng nói, cũng chưa hề bàn bạc với họ. Bây giờ đột nhiên nói ra, nếu anh không nghĩ ra cách thuyết phục Nhậm Phong, hậu quả vô cùng khó lường. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Chu Dương thầm cười gượng gạo. Vốn dĩ, khi chưa hiểu rõ đối phương, Chu Dương cũng không muốn liều lĩnh đối đầu với một người thuộc gia tộc ẩn giật Hứa gia như Hứa Du. Thế nhưng bây giờ xem ra anh không muốn xung đột với người khác, nhưng người ta lại không muốn vậy. Chỉ trong vài ngày, liên tiếp thu mua 8 cửa hàng ở quận Phổ Đà, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hung bạo tàn nhẫn, hoàn toàn không giống kiểu muốn nói chuyện tử tế. Vì vậy Chu Dương buộc phải suy nghĩ đến khả năng tệ nhất. Quả thật, bất cứ thế lực nào ở Đông Hải, ngay cả gia tộc hạng nhất, câu lạc bộ Silver Lake, tòa nhà Hằng Phong sợ rằng cũng không thể đối phó với Hứa Du xuất thân từ gia tộc ẩn giật Hứa gia. Thế nhưng Chu Dương còn có con át chủ bài. Có điều, lá bài này chưa đến bước cuối cùng thì chưa nên lật. Gương mặt Chu Dương đầy vẻ do dự, anh nhìn Nhậm Phong và những người khác, trong lòng không thể đưa ra quyết định. Tất nhiên nếu anh nói ra con át chủ bài của mình, điều này sẽ khiến mọi người yên tâm hơn, nhưng cũng có nguy cơ bị lộ thông tin ra ngoài. Chu Dương không biết rõ về đám người Hứa Du, cũng không biết ở đây có người nào sẽ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài hay không. Nếu vậy, mấy người Hứa Du sẽ đề phòng, điều này đối với Chu Dương mà nói thì được nhiều hơn mất. Xem ra anh bạn Chu Dương thật sự có cách, lúc này không tiện thì không nhất thiết phải nói đâu. Hôm nay mọi người đến đây, chắc là có kế hoạch cơ bản rồi đúng không? Nói nghe xem nào. Nhậm Phong bỗng nhiên lên tiếng, khẽ gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Dương. Nhậm Phong đã mở lời, những người khác mặc dù vẫn tò mò nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ Nhậm Phong truy hỏi đến cùng, anh không biết phải nói thế nào, đến lúc đó dù Chu Dương không muốn nhưng vì đại cuộc vẫn phải lộ ra con át chủ bài. May thay, Nhậm Phong không phải là kiểu người lỗ mãng. Ngay lập tức, Chu Dương nói ra một vài kế hoạch của mình. Chu Dương và các quản lý cấp cao đã thảo luận những kế hoạch này tại phòng họp của công ty Danh Dương. Bởi vì những kế hoạch này cần tất cả mọi người cùng tham gia, không chỉ bên phía Chu Dương mà còn cần bên phía Nhậm Phong phối hợp, cho nên nói ra cũng không sao cả. Chu Dương từng bước vạch ra kế hoạch của mình, một phương án tương đối khả thi được trình bày trước mặt mọi người. Nhậm Phong không ngừng gật đầu, trong mắt đầy vui vẻ, nhìn Chu Dương càng thêm hài lòng. Về cơ bản, điều bây giờ chúng ta cần làm là trước khi đám người Hứa Du trở mặt, chúng ta cũng không nhất thiết phải gây chiến. Dù sao mục tiêu của bọn họ là cửa hàng kinh doanh cuối cùng ở quận Phổ Đà, chỉ cần mục tiêu của họ không thay đổi, vậy thì sớm muộn cũng có ngày sẽ ra tay. Chu Dương thở dài, kế hoạch này tuy không phức tạp, nhưng lại liên quan đến rất nhiều người. Nhất là yêu cầu với bên Nhậm Phong không hề thấp. Vì vậy, lúc Chu Dương nói, cố gắng nhẹ giọng uyển chuyển nhất có thể, để bên phía Nhậm Phong không có quá nhiều sự chống đối. Nghe kế hoạch của Chu Dương, Nhậm Phong trầm tư, còn La Hải khẽ gật đầu. Quả thực La Hải cũng có ấn tượng sâu sắc với đám người Hứa Du. Khi đối diện với Hứa Du, lần đầu tiên La Hải thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt Nhậm Phong. Kế hoạch của Chu Dương mặc dù chưa chắc chắn có thể đối phó với đám người Hứa Du, nhưng tiếp xúc ban đầu giữa hai bên lại khả thi, đặc biệt là điều này có khả năng liên quan đến vấn đề an toàn của Nhậm Phong. Chủ tịch Nhậm, tôi thấy kế hoạch của Chu tiên sinh có thể thực hiện được, trước mắt, chúng ta vẫn chưa biết rõ về đám người Hứa Du. Mạo hiểm xung đột hậu quả sẽ rất khó lường, cách tốt nhất chính là án binh bất động, chờ đối phương tự tìm đến. La Hải lập tức nhỏ giọng nói.
La Hải là cháu trai kiêm thư ký cũng là cố vấn của Nhậm Phong trong nhiều vấn đề, có thể đưa cho ông ta vài lời khuyên. Yên tĩnh. La Hải nói xong, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Nhậm Phong, việc nên làm Chu Dương đều đã làm rồi, còn lại là tùy thuộc vào quyết định của Nhậm Phong. Nếu Nhậm Phong đồng ý thì mọi việc cứ vui vẻ tiến hành theo đúng kế hoạch Chu Dương. Nhưng nếu Nhậm Phong không đồng ý, vậy thì... Được, cứ làm thế đi, có điều về phía tôi, mọi người không cần lo lắng, đám người Hứa Du vẫn chưa dám động đến tôi đâu. Nhậm Phong gật đầu, khẽ nói, ánh mắt ông ta sắc bén, giọng điệu hết sức tự tin, lộ ra vẻ bá đạo. Chương 724, cùng nhau tụ tập. Một mình một đường, Chu Dương nhanh chóng đến cổng biệt thự. Anh chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói vang lên trong biệt thự. Gì vậy, sao lại cảm thấy có nhiều người thế này? Tai Chu Dương tập trung nghe ngóng, cảm giác trong căn nhà trừ mẹ ra, phải có ít nhất hai phụ nữ khác. Nhưng chỗ này trừ Liễu Tuyết biết, đến Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân còn không rõ, thì trong đó là ai? Anh giữ nghi vấn trong lòng, nhanh chóng mở cửa, nhìn mấy người trong phòng khách. Trong nháy mắt, Chu Dương ngẩn ngơ cả người. Tưởng trong phòng khách chỉ có hai người, hóa ra. Liễu Tuyết, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, thậm chí cả Tô Hiểu Manh đều ở bên trong. Trừ bà Chu thì có đến 5 người phụ nữ nữa. Chuyện gì thế? Nhất thời anh không biết chuyện gì đang xảy ra, sao lại nhiều người đến biệt thự của anh vậy, mà sao họ biết chỗ này? Chu Dương nhẹ nhàng mở cửa, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mấy người trong phòng khách. Lúc anh sững sờ, họ lại dồn dập nhìn anh. Anh Dương, Tô Hiểu Manh là người tự nhiên nhất, nhỏ tuổi nhất, nhìn qua giống như đứa trẻ, không giống những người khác thu mình lại, lúc thấy Chu Dương thì vội nhảy lên ghế sofa rồi chạy về phía anh, vui mừng nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục mè nheo trong lồng ngực Chu Dương, một giây cũng không yên. Chu Dương, giờ con mới về à? Bà Chu thấy Chu Dương trở về, đột nhiên không cười nữa mà giả bộ cáu giận đi nhanh về phía trước, bỏ thứ trong tay anh xuống rồi kéo anh vào phòng khách. Nhiều bạn của con tới đây, vậy mà con không bảo mẹ, nên mẹ không kịp chuẩn bị gì. Bà Chu dù nghe như đang trách cứ, nhưng giọng điệu hay gương mặt đều nở nụ cười vui vẻ, xem ra tâm trạng của bà khác hẳn với lời bà đang nói. Chu Dương giống như một con rối, bị mẹ đẩy vào phòng khách, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, anh cứng họng không biết nên nói gì. Nhất là ánh mắt Tạ Linh Ngọc nhìn anh, trông vô cùng bình tĩnh, nhưng có vẻ ẩn dưới đó là gió bão. Thẩm Bích Quân nhìn anh ngẫm nghĩ, nhưng cũng có vài tia hứng thú. Trần Hân thì vừa có vẻ mừng rỡ, lại vừa có chút sợ hãi. Còn Liễu Tuyết nhìn có chút mong đợi, song lại hơi có sự mất mát. Ánh mắt bọn họ vô cùng phức tạp, may là năng lực chịu đựng của Chu Dương rất cao, nếu không thì giờ phút này đã không chịu nổi. Rõ ràng ngoại trừ có mối quan hệ vợ chồng với Tạ Linh Ngọc ra, với những người còn lại anh chẳng có quan hệ gì. Nhưng Chu Dương cảm thấy anh giống như rơi vào bãi chiến trường, dù làm gì cũng sẽ bị hành hạ. Ha ha, mọi người sao đến đây vậy? Chu Dương ho khan vài tiếng, tự động lảng tránh ánh mắt không dám đối diện ai, tránh bị bọn họ nhìn ra sự quẫn bách của anh lúc này. Không phải mai là giao thừa sao, tôi không có nhà để về, nhớ lại có người nào bảo đảm với tôi, nhưng thấy không đáng tin lắm nên tôi phải tự tìm tới. Thẩm Bích Quân lên tiếng đầu tiên. Thấy Chu Dương không dám nhìn mình thì khẽ cười một tiếng. Bố em bảo em tới. Trần Hân vốn là người ít nói, lúc này cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt tươi cười nhìn Chu Dương, như thể thấy anh cô vô cùng vui vẻ. Chúng ta là vợ chồng, nên giao thừa muốn ở cùng anh. Tạ Linh Ngọc dứt khoát, lạnh lùng nói vài lời. Cô thẳng thắn đề cập đến mối quan hệ vợ chồng của mình và Chu Dương trước mặt mọi người. Lần này, không chỉ khiến những người còn lại bất ngờ. Đến cả Chu Dương cũng rất kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Linh Ngọc. Anh không ngờ giờ cô lại nói những lời như thế, điều này hoàn toàn khác với cô trước đây. Chu Dương chưa bao giờ thấy cô chủ động như vậy. Hơn nữa, anh cũng nhanh trí nhận ra, Tạ Linh Ngọc nói xong, sắc mặt cô lập tức đỏ ửng lên, lan ra tận sau tai, trên cổ cũng hiện chút hồng hồng, khiến người khác không khỏi chảy nước miếng. Chu Dương không kiềm chế được nuốt nước miếng một cái. Anh cảm giác mọi hiểu biết về Linh Ngọc trước đây đều chưa kỹ càng. Lúc trước anh cho rằng cô không coi trọng cuộc hôn nhân này với anh, nhưng biểu hiện hôm nay, xem ra cô có để tâm. Nhưng lời này, e là không chỉ nói rõ ý định, mà còn để cảnh cáo người phụ nữ khác, thể hiện lập trường, khiến họ không dám có ý đồ xấu. Đúng như dự đoán,
Tạ Linh Ngọc nói xong, sắc mặt Thẩm Bích Quân bỗng hơi cứng đờ, tuy khôi phục lại rất nhanh, nhưng Chu Dương đã chú ý tới sự thay đổi đó. Sắc mặt Trần Hân không khác biệt gì, chẳng qua đôi mi thanh tú khẽ chớp, như đang xem xét vấn đề gì khó. Còn Liễu Tuyết im lặng bên kia thì biểu cảm vô cùng ảm đạm, ánh mắt vừa nãy còn mang sự trông đợi, trong nháy mắt ỉu xìu xuống, gần như không còn sáng long lanh nữa. Có thể thấy lời nói vừa rồi của Tạ Linh Ngọc cực kỳ có uy lực. Dĩ nhiên ở đây còn có cô gái hồn nhiên Tô Hiểu Manh, nghe lời tuyên bố chủ quyền của Tạ Linh Ngọc giống như nước đổ đầu vịt, vẫn cứ dựa chặt trên vai Chu Dương, tay thậm chí còn vòng ôm lấy anh. Tôi đi xem có giúp được thêm cho cô Chu không? Giọng Liễu Tuyết trầm trầm, nghe rất lạnh lùng. Lúc trước, Liễu Tuyết rất ấn tượng về thân phận của Chu Dương, người có thể khiến ông chủ của cô, ông chủ ở Vịnh Lục Cảnh cẩn thận tiếp đãi. Chuyện này cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô mãi. Cho đến mấy ngày trước, Liễu Tuyết gặp lại anh ở Vịnh Lục Cảnh, sự hiếu kỳ đã ngủ yên lại trở mình trỗi dậy. Rồi trải qua sự việc ở câu lạc bộ Silver Lake, khiến ấn tượng về anh của cô càng sâu sắc hơn. Nhất là khi Liễu Tuyết bị Lý Minh Phong nhà Lý gia dẫn lên tầng 2 câu lạc bộ, chợt Chu Dương xuất hiện ngăn hắn lại. Khoảnh khắc đó, anh trở thành anh hùng trong lòng cô, người cưỡi gió đạp mây đến cứu cô. Lúc ấy, tâm trí Liễu Tuyết nảy sinh một ý niệm, nỗi mong ngóng Chu Dương ngày càng mất kiểm soát. Thậm chí khi bà Chu thân thiết với cô, Liễu Tuyết còn nghĩ khéo cô và anh có cơ hội ở bên nhau. Chương 725, đêm giao thừa, 1. Nhưng hôm nay tới đây, lúc bà Chu ra mở cửa cho cô, thấy trong phòng khách còn nhiều người phụ nữ khác, lúc đó trái tim cô đồng cứng lại. Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, những nhà lãnh đạo tài năng, rồi đến em gái nhỏ Trần Hân, thậm chí còn có cả Tô Hiểu Manh thành viên nhóm nhạc nữ thần tượng, tính tình nhí nhảnh. Hơn nữa, toàn những người đẹp ở đây. Liễu Tuyết không dám so sánh với bọn họ, mà khi Tạ Linh Ngọc tuyên bố chủ quyền, trái tim của cô như đóng băng lại, rồi bị đập vỡ thành trăm mảnh. Lúc này, cô không dám mơ tưởng điều khác nữa. Những người ở đây, không xuất sắc hơn, thì cũng xinh đẹp hơn cô nhiều. Liễu Tuyết hít sâu một hơi, từ từ gỡ rối mở suy nghĩ bòng bong, sắc mặt cũng tốt dần lên. Hơn nữa, điều cô vừa nói cũng là sự thật. Sáng sớm nay cô gọi cho bà Chu, hỏi là bà cần cô giúp một tay không? Dù sao bà cũng từng bảo để cô đón giao thừa ở đây. Ừ. Chu Dương khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn hơi bất ngờ trước biểu cảm của bọn họ, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Được rồi, buông tay ra nào, người anh toàn mồ hôi. Thấy Tô Hiểu Manh vẫn ôm chặt mình, anh bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào đầu cô. Giờ trong lòng anh cũng dễ chịu hơn một chút, nhìn những người phụ nữ ở đây cũng không còn kinh ngạc như trước. Hơn nữa, bị Tô Hiểu Manh ôm chặt như vậy trước mặt mọi người, thi thoảng bọn họ còn quay lại nhìn đầy dè chừng, khiến anh không khỏi muốn che mặt xấu hổ. Được rồi, anh Dương, lần này em qua đây để đặc biệt thăm anh. Tô Hiểu Manh chu môi, buông tay ra, trịnh trọng nhìn Chu Dương nói. Từ đâu tới, em từ thủ đô đến đây ư? Chu Dương tò mò hỏi, anh biết nhóm Rocket Girl luôn ở thủ đô, hình như để chuẩn bị cho buổi biểu diễn năm mới. Không hề có tin Rocket Girl sẽ tới Đông Hải. À, bây giờ là mùa xuân, công ty cho chúng em nghỉ, nên em đến Đông Hải. Tô Hiểu Manh vui vẻ nói, khuôn mặt nở nụ cười tươi. Ừ, ở đây nghỉ một thời gian cho khỏe. Chu Dương khẽ gật đầu. Lúc này, bà Chu thu dọn đồ Chu Dương mang về, sau đó mỉm cười bước ra. Chu Dương, bạn bè của con đều đón giao thừa ở nhà chúng ta, vừa hay chúng ta cùng vui vẻ một chút. Bà Chu cười nói, nhìn mấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hài lòng. Những người phụ nữ này nhan sắc đều rất quyến rũ, xinh đẹp. Ai nấy cũng tốt bụng và lịch sự, hiển nhiên đều là những ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con dâu. Dù Tạ Linh Ngọc và Chu Dương trước mắt vẫn duy trì quan hệ vợ chồng, nhưng mối quan hệ này hữu danh vô thực, hơn nữa Tạ gia cũng xem thường Chu Dương. Chỉ riêng điểm này, bà Chu đã không tán thành mối quan hệ giữa hai người họ. Được à? Chu Dương gật đầu đồng ý. Nếu giao thừa chỉ có mình anh và mẹ trong một căn biệt thự trống trải, lạnh tanh, quả không giống mùi vị đón Tết. Càng nhiều người, sẽ càng náo nhiệt. Nhớ lại 20 năm nay, chỉ có anh và mẹ bơ vơ nương tựa vào nhau cùng đón giao thừa, bây giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ, Chu Dương thấy hơi chạnh lòng. Mẹ, mẹ yên tâm, đợi con trở về Chu gia, sẽ không để mẹ chịu khổ như xưa nữa. Chu Dương thầm thề trong lòng, ánh mắt kiên định hẳn lên. Lần này đối đầu với đám Hứa Du, là gia tộc ẩn giật Hứa gia ở Đông Hải, xuất thân cao sang,
thực lực mạnh mẽ, là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của Chu Dương, cũng là thử thách khó khăn nhất với anh. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, thì sau khi trở lại Chu gia, anh sẽ càng tự tin hơn. Nhưng nếu không vượt qua được, thì con đường về Chu gia càng gian nan. Tự nhiên có nhiều người trong nhà như vậy, nên cơm tối mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng lần này không chỉ mình bà Chu chuẩn bị, còn có Liễu Tuyết, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, đến cả người chưa vào bếp bao giờ như Tô Hiểu Mạnh cũng ầm ĩ muốn vào hỗ trợ. Nếu Chu Dương không kéo cô ra ngoài, không biết cô đã gây chuyện phiền phức nào trong bếp. Hai tiếng sau, ai nấy đều no nê, thức ăn la liệt trên bàn. Đúng rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi ở đây nhé. Chu Dương nhìn bọn họ rồi hỏi. Không sai, mọi người đều nói sẽ cùng đón giao thừa ở đây. Nhưng vấn đề giao thừa là ngày mai, nên tối nay, mọi người phải về sao? Chuyện này ai cũng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước. Song khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự mong đợi. Anh Dương, em sẽ ở đây. Vất vả lắm mới tới Đông Hải một chuyến, dĩ nhiên em muốn ở lại lâu với anh Dương. Tô Hiểu Manh không chút kiêng dè, nhanh chóng nói, cười đến híp mắt. Cô không quan tâm những người còn lại nghĩ gì, cô chỉ cần biết hiện tại muốn được nhìn Chu Dương nhiều hơn, được ở với anh lâu hơn. Dù sao hết xuân, nhiệm vụ và kế hoạch năm mới của nhóm Rocket Girl được xếp kín lịch rồi, cô hoàn toàn không có thời gian ở cùng anh. Nếu Hiểu Manh muốn ở đây, thì chúng ta cũng nghỉ một tối ở nhà Chu Dương, dù sao tôi cũng không có nhà để về. Thẩm Bích Quân vén tóc thản nhiên nói, nên không ai thấy được khóe miệng cô hơi nhếch lên, như thể cô rất vui khi được ở lại. Có Tô Hiểu Manh và Thẩm Bích Quân làm gương, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng muốn ở lại. Nhưng Liễu Tuyết ngược lại, cô nở nụ cười ảm đạm. Những người phụ nữ kia có lý do để ở, còn cô thì không. Chắc tôi sẽ về, thú cưng trong nhà không thấy tôi có thể lại xảy ra chuyện gì. Liễu Tuyết đành tự tìm cho mình một cái cớ, nhưng cô vẫn nhìn Chu Dương với ánh mắt mong đợi. Nếu Chu Dương giữ cô lại, không phải có sẽ có lý do đường hoàng để ở sao? Nhưng nghe Liễu Tuyết nói vậy, anh chỉ gật đầu một cái, cũng không có ý giữ lại. Vậy cũng được, về nhà cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm tĩnh mịch buông xuống, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, trời sáng, hôm nay là giao thừa. Sáng sớm, Chu Dương còn đang say giấc mộng, trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng gọi cửa ầm ĩ. Sau đó là tiếng cửa phòng bị mở ra, Chu Dương giật mình chưa kịp phản ứng gì, đã bị một bóng người nhào thẳng tới đè lên người anh. Anh Dương, dậy thôi. Chương 726, đêm giao thừa. 2. Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên bên tai khiến Chu Dương sửng sốt, suýt chút nữa tóm chặt lấy bóng người đang đè trên người mình. Ai ra, anh Chu Dương, thả em ra, ha ha. Bị Chu Dương giữ chặt thế này, đối phương chẳng những không chút sợ hãi, ngược lại vì bị Chu Dương khiến cho cơ thể ngứa ngáy, không nhịn được liền bật cười. Hả, Hiểu Manh. Chu Dương hơi mở mắt ra liền thấy đó là Tô Tiểu Manh, lúc này anh mới chậm rãi buông tay ra, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Có vẻ như lúc trước ở Tương Tây, cũng là cảnh tượng như thế này vào một buổi sáng. Có điều lần đó, người đến là Trần Hân. Anh Chu Dương, trời nắng đến đít rồi, mọi người đã dậy cả rồi, chỉ còn lại mỗi anh thôi đấy. Cô bảo em lên gọi anh. Tô Tiểu Manh nằm xoài ở bên giường, nhìn thẳng vào Chu Dương với đôi mắt to long lanh, cười nói. Được rồi, anh biết rồi, em xuống dưới trước đi. Chu Dương gật đầu, bảo Tô Tiểu Manh đi xuống trước. Tắm rửa xong, Chu Dương cũng xuống tầng dưới. Quả nhiên, lúc này tất cả mọi người đều đã dậy rồi và tất cả họ ngồi trên ghế sofa, dường như đang thảo luận điều gì đó, thỉnh thoảng có một hoặc hai cuộc tranh cãi. Sao thế? Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không biết là lúc này, bọn họ còn có cái gì để tranh luận. Chu Dương, hôm nay là đêm giao thừa, mẹ không ngờ trong nhà lại có nhiều người như vậy nên mẹ cũng không chuẩn bị quá nhiều thứ. Mẹ muốn bàn với mọi người xem họ thích ăn gì để mẹ đi mua luôn. Bà Chu vui vẻ nói, rõ ràng là có những người phụ nữ này đón giao thừa ở nhà mình hầu như đều vì Chu Dương, điều này khiến bà rất hài lòng, hơn nữa cũng tràn đầy động lực. Chu Dương cũng nhận ra rằng cuộc tranh cãi nhỏ giữa mấy người vừa rồi chắc là đang tranh cãi xem nên mua gì. Dù sao thì ở đây có mấy người, khẩu vị của mọi người đều khác nhau. Nếu mua tất cả theo sở thích của từng người, thì sẽ không biết phải mua bao nhiêu thứ. Mua xong không biết có để hết được ở nhà không, hơn nữa sau khi làm xong, đến tối cũng chưa chắc đã ăn hết được.
Nếu đã như vậy, tốt hơn hết là nên liệt kê những thứ mà mọi người thích ăn để mua, sau đó mua theo mức độ mà mọi người thích. Chu Dương khẽ gật đầu, anh không nói thêm gì, cũng không có ý xen vào. Vì dù sao, bản thân anh là người ăn gì cũng được, không có món gì anh không thể ăn được nên cũng tùy họ. Chẳng mấy chốc, các chị em đã lên danh sách những món đồ cần mua trong ngày hôm nay. Chu Dương chỉ liếc nhìn Đại một cái và ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Anh vốn cho rằng những người phụ nữ này dù ăn như thế nào cũng có giới hạn, dù sao con gái cũng không ăn được nhiều. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không ngờ rằng chỉ riêng trong danh sách này đã có hơn 20 món ăn cần phải mua. Thêm cả những món bổ sung khác, e rằng tối nay phải có đến gần 30 món ăn mất. Con số này gần gấp đôi so với bữa tối giao thừa ở khách sạn. Chậc chậc chậc. Chu Dương nhìn các cô gái một cái, không ngờ nhìn họ đều có thân hình nuột nà, nhưng lại ăn tốt như vậy. Nhưng những thứ này cũng không gây tổn hại gì, Chu Dương sẽ không bị phá sản vì không đủ tiền mua nhiều đồ ăn như vậy. Chu Dương ở nhà, không có dự định đi ra ngoài, mấy ngày nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, lấy lại tinh thần, chờ tiếp tục va chạm với đám người Hứa Du. Vậy nên lần này, ngoại trừ Chu Dương, những người khác đều ra khỏi nhà, toàn bộ giống như một đội quân các quý cô. Tại Vịnh Lục Cảnh, gia đình Chu Dương đang chuẩn bị cho bữa tối giao thừa rộn ràng, trông như lễ hội. Ở bên kia tòa nhà Hằng Phong, bầu không khí lúc này trông rất trang nghiêm. Trước đó Chu Dương đã sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, chỉ cần làm theo kế hoạch thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, có Ngưu Xuyên và Tiểu Đao đóng đô ở đây, trừ khi đám người Hứa Du đó trực tiếp cử hai tông sư võ giả đi, nếu không thì không thể dùng biện pháp mạnh trong tòa nhà Hằng Phong được. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ở đây đang có hai phe đối đầu nhau. Các người là ai? Tôi là phó chủ tịch công ty Danh Dương. Cửa hàng kinh doanh này thuộc thẩm quyền của công ty Danh Dương chúng tôi, lẽ nào tôi còn không vào được ư? Tòa nhà Hằng Phong của các người đối xử với đối tác như thế này sao? Thường Hạo tức đến sắp phát điên, hắn nhìn đám người trước mặt, tức giận gầm lên. Trước đó xảy ra mâu thuẫn với Chu Dương trong phòng họp của công ty Danh Dương. Hắn đã để lại một câu rằng hắn sẽ hành động theo phương án của mình, rồi rời thẳng khỏi phòng họp. Khi đó, Thường Hạo vô cùng tức giận. Bản thân hắn cực kỳ có năng lực, nếu không Thẩm Bích Quân sẽ không đích thân mời hắn đảm nhận chức vị phó chủ tịch, và trên thực tế thực hiện quyền lực của chủ tịch. Tuy nhiên, sau khi Thường Hạo đến với công ty Danh Dương, mặc dù mọi công việc tiến triển một cách ngăn nắp và trật tự nhưng bên tai Thường Hạo vẫn không ngừng truyền nhau một cái tên. Chu Dương. Cổ đông lớn thứ hai của công ty Danh Dương, người phụ trách hai dự án quan trọng nhất của Danh Dương, dự án hoạt chất làm trắng da và dự án Tân Chu. Đối với hai dự án này, Thường Hạo đương nhiên biết rằng chúng cũng vô cùng quan trọng. Nếu không, lúc đầu hắn đã không đồng ý lời mời của Thẩm Bích Quân. Thế nhưng, cùng với công việc của hắn được triển khai, hắn cũng nhận thấy gần như khắp nơi ở công ty Danh Dương đều có bóng dáng của Chu Dương. Điều này khiến Thường Hạo cảm thấy quyền hạn của mình đã bị xâm phạm. Nhất là khi nghe nhân viên so sánh mình với Chu Dương sau lưng và kết luận rằng Thường Hạo không bằng Chu Dương, lần đó Thường Hạo thực sự rất tức giận. Tuy nhiên, trong nửa năm qua, không phải là Thường Hạo không làm được gì ở công ty Danh Dương, ít nhất hắn cũng đã đào tạo được nhiều quản lý cấp cao. Vào ngày họp, rất nhiều quản lý cấp cao có mặt đều là do hắn đề bạt lên chức, cho nên ngày hôm đó, rất nhiều người đã theo Thường Hạo làm khó Chu Dương. Vốn dĩ Thường Hạo nghĩ hắn tức giận rời khỏi phòng họp, sẽ có người tức giận rời đi cùng mình. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi công ty và đợi ở tầng dưới rất lâu mà không thấy ai xuống, Thường Hạo rất tức giận và cảm thấy mình bị phản bội. Đặc biệt, kế hoạch ban đầu của hắn cần rất nhiều đàn em có năng lực đi thực hiện. Nhưng những người đó đều phản bội Thường Hạo, trước mắt chỉ có thể tìm một số nhân viên trực ca khỏe mạnh của công ty đến tòa nhà Hằng Phong để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, Thường Hạo không ngờ rằng tự mình mang theo người, mới chỉ đến gần tòa nhà Hằng Phong, liền bị một đám người vây quanh không biết từ đâu lao ra, khiến hắn lùi không được tiến cũng chẳng xong. Điều khiến Thường Hạo tức giận hơn cả là sau khi xác định danh tính, đối phương vẫn không chịu buông tha cho hắn. Người phụ trách của mấy người là ai, kêu cậu ta ra đây gặp tôi. Thường Hạo la lên, cho dù ở trong công ty, hắn cũng không phải là đối thủ của Chu Dương, nhưng ở bên ngoài công ty, Thường Hạo sẽ không bao giờ để thân phận của mình bị yếu thế. Hơn nữa, lúc này phía sau hắn có hơn một chục nhân viên mà hắn đưa đến. Nếu hôm nay mất mặt ở đây, Thường Hạo gần như có thể nghĩ ngay được rằng dù hắn có đưa ra lệnh cấm không được tiết lộ,
thì chuyện xảy ra với hắn hôm nay chắc chắn vẫn sẽ được truyền tai nhau trong công ty với tốc độ cực nhanh và trở thành một trò cười. Chương 727, Thường Hạo bi thảm. Ai đang làm ầm ĩ ở đây vậy? La Hải trầm giọng bước ra, lúc nãy khi ở đây xảy ra xung đột, La Hải đã biết rồi. Có điều, anh ta cảm thấy với thực lực của tòa nhà Hằng Phong, sẽ không có ai có thể gây rắc rối ở đây cả. Tuy nhiên, có người nói với anh ta rằng có người tự nhận là phó chủ tịch của công ty danh dương muốn gặp người phụ trách ở đây. Mặc dù không biết căn cơ ngọn nguồn thực sự của đối phương, nhưng vì đối phương lấy danh nghĩa là phó chủ tịch của công ty danh dương nên La Hải đương nhiên sẽ đến gặp để hỏi cho ra lẽ. Hơn nữa, trong kế hoạch trước đó, Chu Dương dường như không hề đề cập đến bất kỳ vị phó chủ tịch nào. Thư ký La, người này tự xưng là phó chủ tịch của công ty danh dương, muốn gặp anh. La Thụy ghé vào tai La Hải, chỉ vào Thường Hạo, nói nhỏ. La Hải hướng ánh mắt về phía Thường Hạo. Cậu chính là người phụ trách ở đây. Tôi là Thường Hạo, phó chủ tịch của công ty danh dương. Tại sao người của cậu không cho tôi đến gần đây? Khi Thường Hạo nhìn thấy La Hải, cơn giận của hắn đột nhiên dâng lên, cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực của hắn trước đó đột nhiên như tìm được chất kích thích. Hắn chất vấn La Hải với lời nói sắc bén và khí thế hung hãn. Anh nói xong chưa? Tuy nhiên, đối mặt với sự hung hăng của Thường Hạo, La Hải cứ như không nghe thấy hắn nói gì, anh ta lau tay, ngước mắt lên và liếc nhìn Thường Hạo một cách sửng sững. Hừ, tôi là phó chủ tịch của công ty danh dương. Tôi muốn kiểm tra tình trạng cửa hàng kinh doanh ở đây. Cậu mau tránh ra cho tôi. Thường Hạo vươn tay muốn đẩy La Hải ra. Tuy nhiên, trước khi tay hắn chạm vào La Hải, La Thụy ở một bên đã nhéo chặt lấy cổ tay hắn không buông. A, à, đau quá, buông ra, buông ra. Sau khi bị La Thụy nhéo một cái, Thường Hạo đột nhiên bị đau, không khỏi hét lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo. Khi những nhân viên bị Thường Hạo bắt phải đến đây nhìn thấy như vậy, họ không hề có ý định tiến đến giúp đỡ, thay vào đó, tất cả đều lùi về phía sau vì sợ liên lụy đến bản thân. Hừ, biết điều một chút, nếu không tôi không ngại khiến anh phải chịu chút khổ sở đâu. La Thụy nghiêm túc cảnh cáo, đẩy cổ tay Thường Hạo ra xa vài mét trước khiến hắn loạng choạng một chút mới đứng vững được, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Thường Hạo nắm chặt cổ tay đau đớn nhìn La Hải và La Thụy đầy căm hận. Thường Hạo không ngờ rằng, khi ở trong công ty danh dương hắn phải chịu sự ảnh hưởng và coi thường của Chu Dương, ở ngoài công ty, đến tòa nhà Hằng Phong này cũng vẫn bị một tên bảo vệ nhỏ nhoi làm nhục như vậy. Các người đã nghĩ đến việc đắc tội với tôi sẽ phải gánh chịu kết cục như thế nào chưa? Thường Hạo trầm giọng nói, hắn biết hôm nay dựa vào người của mình, rất có thể không cách nào thực hiện được kế hoạch mà hắn đã nghĩ ra trước đó. Tuy nhiên, để giữ thể diện, hắn bắt buộc phải tỏ rõ phong thái. Kết cục khi đắc tội với anh. Nghe những gì Thường Hạo nói, La Hải ngẩn ra một chút, sau đó nhìn về phía Thường Hạo cười khẩy. Tuy rằng lúc trước gặp mấy người Chu Dương, La Hải giống như là một người rất văn minh, dáng vẻ tao nhã, dễ gần, không hề có chút hung hãn nào. Thế nhưng, mấy người Chu Dương không biết lần đó là vì Chu Dương đến tìm Nhậm Phong, là khách hàng của Nhậm Phong. Còn lần này, chưa nói đến việc Thường Hạo không mời mà đến, lại còn ở đây ăn nói khiếm nhã và vô cùng ngạo mạn. Nếu như La Hải không nói gì, thì e rằng trong tương lai, ai cũng có thể đến tòa nhà Hằng Phong này làm mưa làm gió. Chưa từng có ai dám nói những điều như vậy trong tòa nhà Hằng Phong, anh chính là người đầu tiên. Tôi rất khâm phục dũng khí của anh. Nhưng tôi không thể không nói là anh quá ngu dốt, đến thân phận của mình còn không rõ. Tòa nhà Hằng Phong là nơi anh có thể dở thói ngang ngược hay sao? Ngay khi vừa dứt lời, La Hải đã đá thẳng vào ngực Thường Hạo. Đột nhiên, Thường Hạo bay ngược ra và va vào một thùng rác cách đó không xa rồi mới dần dừng lại. Yên tĩnh. Trước quảng trường Hằng Phong, thật yên tĩnh. Cho dù là những người vốn đang ở trên quảng trường Hằng Phong, La Thụy và những người khác, hay những người bị Thường Hạo ép phải đến đây, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Thường Hạo bị bay ra ngoài, rồi lại nhìn sang La Hải đang vô cùng bình tĩnh, người nào người nấy không nói được lời nào. Trong số đó, La Thụy còn cảm thấy kinh ngạc hơn. Anh ta luôn nghĩ rằng người cùng họ với mình là La Hải đây, là một người ít nói. Nhưng anh ta không ngờ rằng La Hải ra tay lại tàn nhẫn như vậy, hơn nữa uy lực lại mạnh như vậy. Thậm chí, khi La Thụy so sánh sức mạnh vừa rồi của La Hải với mình, liền kinh ngạc phát hiện rằng, nếu đấu với La Hải, anh ta thậm chí còn không phải là đối thủ của La Hải. Một số người phải tự hiểu rõ khả năng của mình, nếu không thậm chí đến chết còn không biết mình chết như thế nào đâu.
La Hải cũng không thèm nhìn Thường Hạo đã bị đá bay ra ngoài, sau khi ném lại một câu, anh ta liền đi vào trong tòa nhà Hằng Phong mà không thèm quay đầu nhìn lại. Về phần Thường Hạo khi bị La Hải đá bay ra ngoài, lúc này đầu hắn rất đau, hơn nữa cảm giác xung quanh quay cuồng, trong đầu như có đầy hổ rắn vậy. Hừ, đây chính là kết cục khi đến tòa nhà Hằng Phong gây chuyện, các người còn không mau cút đi. La Hải đi rồi, ở đây đương nhiên sẽ do La Thụy phụ trách, sau khi liếc mắt lạnh lùng nhìn Thường Hạo, La Thụy liền hét lên với những nhân viên còn lại. Đi, đi, đi mau, ở đây không phải việc của chúng ta. Vâng, vâng, chúng tôi đi ngay đây. Mọi người thấy vậy thì không dám ở lại đây nữa, họ lũ lượt nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều rời khỏi quảng trường Hằng Phong, chỉ có Thường Hạo vẫn nằm bất động cạnh thùng rác như người chết. Một lúc lâu sau, trời dần dần tối sầm lại, Thường Hạo mới khẽ nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớn của tòa nhà Hằng Phong với ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Tất cả những điều này, Chu Dương đều không hề hay biết. Chưa nói đến việc Thường Hạo không tồn tại trong kế hoạch của La Hải, thường ngày anh ta cũng không cần phải báo cáo với Chu Dương. Bản thân Chu Dương cũng không muốn biết chuyện về người tự cao tự đại như Thường Hạo. Lúc này, Chu Dương giống như một người ngoài ở trong biệt thự Vịnh Lục Cảnh, anh đang đứng ở mép bàn, muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể nhúng tay vào. Hôm nay bà Chu cùng những người khác đi ra ngoài mua rất nhiều thứ, gần đầy hai cốp xe. Lúc này, mọi người đang làm sủi cảo dưới sự hướng dẫn của bà Chu. Lẽ nào mọi người để tôi ăn không ngồi rồi sao? Tốt xấu gì cũng để tôi gói vài cái sủi cảo chứ. Chu Dương bất lực giang hai tay ra. Hi hi, anh Chu Dương, khi nào làm xong sủi cảo, em sẽ lấy vài cái em làm cho anh ăn. Tô Hiểu Manh cười nói, lè lưỡi nghịch ngợm nhìn Chu Dương. Tuy nhiên, khi Chu Dương nhìn thấy sủi cảo do Tô Hiểu Manh làm, anh đột nhiên trợn trừng mắt, tựa hồ không muốn quan tâm đến cô. Ít nhất thì sủi cảo mà bà Chu, Thẩm Bích Quân, hay Tạ Linh Ngọc, Liễu Tuyết gói còn ra hình ra dáng chút, trông còn giống hình cái sủi cảo. Nhưng bánh của Tô Hiểu Manh có hình tròn, rồi vuông, rồi dẹt, trông chẳng giống sủi cảo chút nào. Chu Dương, đi tìm hai đồng tiền, rửa sạch sẽ, lát nữa bọc vào trong sủi cảo, xem buổi tối ai ăn chúng thì sẽ mừng tuổi cho bao lì xì 1.000 tệ. Bà Chu vui vẻ nói. Chương 728, sa thải. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi năm chỉ có bà Chu và anh, hai người ở cạnh nhau, khó tránh khỏi sự vắng vẻ lạnh lẽo. Nhưng bây giờ trong nhà lại náo nhiệt như vậy, khiến tâm trạng của bà cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Thì, chắc chắn là em nhất định có thể ăn chúng. Tô Hiểu Manh là người đầu tiên reo lên, trên gương mặt đầy vẻ vui mừng và sự tự tin. Ồ, anh biết rồi. Chu Dương bất lực, bản thân anh trong mắt của mẹ chỉ có thể làm được những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự càng lúc càng thơm phức, từng món ăn ngon lần lượt được bưng lên bàn ăn. 7 giờ 30 tối, tất cả các món ăn đều đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người quây quần trên bàn ăn, bữa tối giao thừa chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua, mọi người cùng nhau vui vẻ hòa thuận trò chuyện, xem tivi, vô cùng náo nhiệt. Đến phần ăn bánh sủi cảo, quả nhiên Tô Hiểu Manh là người ăn được chiếc sủi cảo có đồng xu đầu tiên. Ngay sau đó Trần Hân cũng ăn được một cái, sắc mặt vui vẻ nhận lấy một phong bao lì xì từ bà Chu. 9 giờ tối, bữa cơm giao thừa mới kết thúc. Tuy nhiên, không giống ngày trước để Chu Dương chủ động giúp đỡ, lần này không chờ anh lên tiếng, bà Chu đã trực tiếp ra lệnh cho Chu Dương đi rửa bát, còn bọn họ khoác tay nhau đi xem chương trình gala cuối năm. Tất cả mọi người đều tán thành, thậm chí Tô Hiểu Manh thiếu chút nữa giơ cả hai tay đồng ý. Chu Dương bất lực, chỉ có thể cô độc một mình thu dọn bát đũa. May mà trong nhà có máy rửa bát nên không cần phải ở mãi trong phòng bếp. Đêm về khuya, Chu Dương thu dọn xong bát đũa. Đi ra khỏi phòng bếp, nhìn mọi người vừa cười vừa nói xem tivi ở phòng khách, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. So với mục tiêu quay trở về Chu gia, lúc này trong lòng Chu Dương là sự ấm áp dạt dào khó có được. Trong dịp Tết, dù không ít cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh, nhưng đa số đều đóng cửa nghỉ lễ. Chu Dương khó có được một buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi. Mùng một Tết, Chu Dương ngủ đến tận trưa mới chậm rãi rời khỏi giường. Lúc này, ngoài Tô Hiểu Manh vẫn còn ở trong nhà, toàn bộ những người khác đều đã rời đi. Dẫu sao, giao thừa ở lại thì còn có thể hiểu được, nhưng mùng một Tết vẫn còn ở lại thì không được hay cho lắm. Anh Chu Dương, hôm nay chúng ta chơi gì đây? Tô Hiểu Manh ôm lấy búp bê ngồi trên ghế sofa, cười.
cười hi hi nhìn Chu Dương vừa đi xuống tầng. Ừ, hôm nay chúng ta đi. Chu Dương còn đang nghĩ, hôm nay mãi mới có chút thời gian rảnh, vừa hay có thể đưa Tô Hiểu Manh đi lượn quanh nơi nào đó thì điện thoại đột nhiên vang lên. Chờ một chút, anh đi nghe điện thoại. Chu Dương nhận điện thoại, quay người trở về phòng. Chưa kịp về tới phòng, ngay lập tức sắc mặt của Chu Dương trở nên u ám sau khi nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia. Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ tới công ty, các anh đừng hành động hấp tấp. Chu Dương trầm giọng nói. Sau khi tắt điện thoại, sắc mặt Chu Dương trầm mặc như nước, anh không ngờ rằng mới chỉ có một ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Hiểu Manh, công ty có việc anh phải đi xử lý một chút, em ở nhà xem TV với mẹ anh nhé, tốt nhất đừng ra ngoài. Sau khi dặn dò xong, chào bà Chu một tiếng, Chu Dương lái xe rời đi, nhanh chóng đến công ty Danh Dương. Lúc này, tại sảnh tầng 1 của trụ sở công ty Danh Dương, mười mấy nhân viên sắc mặt ai nấy đều khó coi đang đứng cùng nhau, cúi đầu xuống, trên mặt mang theo sự phẫn nộ. Trước mặt họ, Thường Hạo phó chủ tịch công ty đang tức giận dạy dỗ bọn họ, hoàn toàn không nể mặt ai. Đám người các anh đều là lũ phế vật vô dụng. Để các anh cùng tôi đi điều tra tình hình cửa hàng kinh doanh thì không ai tình nguyện, đến đó xảy ra xung đột với đối phương lại hèn nhát rút lui. Các anh vậy mà lại lựa chọn rời đi trước bỏ mặc tôi ở đấy, trong mắt các anh có còn phó chủ tịch là tôi nữa không? Nếu như tôi không xử phạt các anh ở công ty còn không biết sẽ làm ra chuyện đần độn gì nữa. Vì vậy tôi quyết định, sa thải toàn bộ các anh, không giữ lại bất cứ ai. Thường Hạo lạnh lùng nói, từ trên cao nhìn xuống mười mấy người kia, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhưng lời của hắn vừa nói ra khiến toàn bộ công ty lập tức chấn động. Lúc này, không chỉ mười mấy người kia, ngay cả những người ở bên cạnh đứng hóng hớt cũng sững sờ. Sa thải toàn bộ, không giữ một ai. Hình phạt này cũng thật quá tàn nhẫn. Công ty Danh Dương từ khi thành lập cho đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho dù trước kia công ty Danh Dương từng gặp khó khăn, đã cắt giảm biên chế. Nhưng lần đó, số lượng bị cắt giảm cũng không nhiều như hôm nay. Một lần liền sa thải mười mấy người, hơn nữa trong mười mấy người này, không phải toàn bộ đều là nhân viên ở vị trí cơ bản, mà thậm chí còn có vài người đảm nhận chức vụ quản lý. Mặc dù với thân phận là phó chủ tịch của công ty như Thường Hạo, hoàn toàn có thể làm được chuyện này, nhưng điều này thực sự quá nực cười. Đây hoàn toàn là quyết định của một mình Thường Hạo, không có sự thảo luận với ban giám đốc của công ty, cũng không có phán quyết cuối cùng của chủ tịch Thẩm Bích Quân. Dù thế nào, nếu như có người chỉ trích, hoàn toàn có thể phủ định quyết định vừa rồi của Thường Hạo. Trước mắt thân phận phó chủ tịch của Thường Hạo là lớn nhất, có thể trấn áp hắn, cũng chỉ có chủ tịch Thẩm Bích Quân và cổ đông lớn thứ hai là Chu Dương. Nhưng hai người này đều không ở công ty, không có ai có thể chống đối với Thường Hạo. Một khi Thường Hạo thực sự sa thải hơn chục người này, sau khi bọn họ rời đi, cho dù là Thẩm Bích Quân và Chu Dương có muốn hủy bỏ mệnh lệnh này của hắn cũng vô dụng. Thường Hạo, anh dựa vào đâu mà làm như thế? Đúng vậy, anh muốn sa thải chúng tôi rốt cuộc đã vi phạm quy định nào của công ty? Đúng thế, nếu anh không nói ra được nguyên nhân, chúng tôi không phục, chúng tôi không đi. Đúng thế, Thường Hạo, hôm nay anh nhất định phải đưa ra cho chúng tôi một lời giải thích. Mười mấy người kia thật sự rất tức giận. Hôm qua vào đêm giao thừa, bị Thường Hạo ép buộc đi tới tòa nhà Hằng Phong thì đã đành, hắn tự mình xảy ra xung đột với người ở tòa nhà Hằng Phong, bị người ta đánh, bây giờ lại trách phạt lên đầu bọn họ, hơn nữa còn sa thải hết tất cả bọn họ. Cái khác có thể nhẫn nhịn nhưng cái này thực sự không chịu đựng nổi. Nếu như bọn họ không một lời phản bác, vậy thì quá oan uổng. Hừ, tôi là phó chủ tịch công ty, lời tôi nói chính là mệnh lệnh. Các anh làm trái lại mệnh lệnh của lãnh đạo, không nghiêm túc thực hiện chức trách, tôi có quyền sa thải các anh. Hơn nữa, các anh chỉ là nhân viên bình thường, phó chủ tịch tôi đây không cần thiết phải giải thích với các anh chỉ cần lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty Danh Dương là được. Thường Hạo lạnh lùng nói. Ha ha, Thường Tổng thật là uy phong, tôi cũng muốn xem thử, những người này rốt cuộc đã vi phạm quy định nào của công ty để anh có thể ra quyết định bừa bãi, muốn sa thải bọn họ như vậy. Chương 729, đối đầu gay gắt một. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều kinh sợ, vội vàng nhìn qua, muốn xem rốt cuộc là ai dám nói lời như vậy, phải biết rằng câu nói này đã thách thức quyền uy của một phó chủ tịch như Thường Hạo. Cả công ty Danh Dương cũng không có mấy người. Là Chu Tổng. Thật không ngờ Chu Tổng lại tới đây, lần này có kịch hay xem rồi đây.
Hừ, Chu tổng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người, tôi không tin ở công ty này Thường Hạo có thể một tay che trời. Đúng vậy, Thường Hạo có ngang ngược thế nào đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ được Thẩm tổng mời tới, Chu tổng là cổ đông của công ty, một lời nói liền có thể đuổi Thường Hạo cút khỏi công ty. Chu tổng, anh cuối cùng cũng tới rồi, anh mau cứu chúng tôi với. Đa số nhân viên của công ty Danh Dương sau khi nhìn thấy Chu Dương đột nhiên vô cùng kích động. Người tới là Chu Dương, là một trong số ít người có đủ năng lực và khí thế vượt qua được Thường Hạo ở công ty này. Thường Hạo nhìn thấy Chu Dương xuất hiện, con người co rút lại, trái tim cũng đột nhiên bị thắt chặt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn thực sự không ngờ Chu Dương lại tới đây vào lúc này. Phải biết rằng hôm nay là mùng một Tết. Chu Dương không ngoan ngoãn ở nhà lại chạy đến công ty làm gì, anh bị điên rồi sao? Hơn nữa, việc ở đây chẳng qua là do Thường Hạo nhất thời nổi hứng, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào lộ ra ngoài. Vậy sao Chu Dương biết được? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, Chu Dương rõ ràng là tới đây để ngăn chặn hành vi sai trái của Thường Hạo. Vừa nhìn thấy Chu Dương xuất hiện, trong đầu Thường Hạo bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh những chuyện xảy ra ở trước tòa nhà Hằng Phong. Cảnh bản thân bị áp bức và sỉ nhục, dường như không thể nào gạt đi được, cứ luẩn quẩn ở trong đầu hắn. Nếu không bởi vì Chu Dương, sao Thường Hạo có thể chịu sự đối xử và sỉ nhục như vậy chứ? Chu Tổng, đây là chuyện của tôi, không đến lượt anh nhúng tay vào. Thường Hạo hừ lạnh lùng một tiếng, sự xuất hiện của Chu Dương mặc dù khiến trong lòng hắn căng thẳng, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù lớn, nhưng bất kể nói như thế nào chức vụ của Chu Dương ở công ty chỉ là người phụ trách dự án hoạt chất làm trắng da và dự án Tân Chu. Còn Thường Hạo lại là phó chủ tịch của công ty. Nếu như chỉ nói về chức vụ, thì chức phó chủ tịch này của Thường Hạo vẫn cao hơn chức vụ phụ trách dự án của Chu Dương. Theo lý thuyết ngay cả Chu Dương cũng là do Thường Hạo quản lý, nhưng nhìn vào uy danh lớn của Chu Dương trong công ty, hơn nữa trong tay Chu Dương còn có cổ phần của công ty, vì vậy từ trước đến nay Thường Hạo vẫn đều khách khí với anh. Nhưng liên tiếp chuyện xảy ra trong phòng họp, chuyện ở tòa nhà Hằng Phong và bây giờ là ở sảnh tầng 1 của tòa nhà trụ sở công ty Danh Dương, trước mặt nhiều nhân viên như vậy, nếu như Thường Hạo lại một lần nữa rút lui, vậy thì sau này danh tiếng và địa vị của hắn ở công ty sẽ gặp phải đả kích rất lớn. Đây là chuyện không thể nào chấp nhận được với Thường Hạo. Vì vậy lần này Thường Hạo quyết định cùng Chu Dương chiến đấu đến cùng. Hắn lại muốn xem thử nếu như giữa mình và Chu Dương thực sự xảy ra xung đột đến mức không thể kiểm soát được, Thẩm Bích Quân sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Nhớ lại lúc đầu Thẩm Bích Quân 5 lần 7 lượt mời mình tới đây làm việc, sự tự tin trong lòng của Thường Hạo lại càng nhiều hơn. Nói về năng lực quản lý, Thường Hạo tự tin ngay cả 10 Chu Dương cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Chu Dương, anh là cổ đông của công ty, vì vậy tôi vẫn luôn tôn trọng anh. Nhưng anh đừng quên anh chẳng qua chỉ là người phụ trách hai dự án ở công ty Danh Dương này thôi. Tôi mới là phó chủ tịch của công ty, sa thải nhân viên cũng thuộc quyền lợi chính đáng của tôi. Thường Hạo lạnh lùng quát lên. Lúc này nhiều nhân viên cũng vô cùng sững sờ. Trước đó mọi người nhìn thấy Chu Dương đến, đều cho rằng Thường Hạo sẽ bớt ngang ngược hơn, vậy thì mười mấy nhân viên bị Thường Hạo sa thải kia sẽ tìm thấy hy vọng. Nhưng bây giờ nghe thấy Thường Hạo nói như vậy mọi người mới phản ứng lại. Đúng vậy, trước kia bởi vì danh tiếng của Chu Dương trong công ty rất lớn, hơn nữa cũng không có ai dám đối đầu với Chu Dương vì vậy rất nhiều nhân viên luôn cho rằng sự tồn tại của Chu Dương ở công ty là độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ nghe Thường Hạo nói như vậy, bọn họ mới đột nhiên có phản ứng lại. Nói về chức vụ, Chu Dương ở trong công ty này chỉ là người phụ trách hai dự án, còn Thường Hạo mới là phó chủ tịch. Nếu nói về quyền quản lý, Chu Dương đương nhiên không quản được Thường Hạo. Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Bích Quân, ngay cả Chu Dương với chức vụ của mình cũng không có cách nào phủ định quyết định mà Thường Hạo đưa ra. Bao gồm cả việc sa thải nhân viên lần này. Trong giây lát, tất cả mọi người đều im lặng, còn mười mấy nhân viên bị Thường Hạo sa thải ai nấy đều ủ rũ, vẻ mặt không cam tâm, cuối cùng lại quay về với sự bất lực, cười gượng gạo và thất vọng. Bọn họ dường như đã nhìn thấy kết cục của chính mình, bị Thường Hạo đuổi thẳng ra khỏi cửa. Mà tất cả chẳng qua là vì hôm qua Thường Hạo ép bọn họ tới tòa nhà Hằng Phong, nhìn thấy Thường Hạo chịu sỉ nhục nhưng không ra tay giúp đỡ hắn. Đúng là tai bay vạ gió. Chỉ là, trong mười mấy nhân viên này sẽ có một hai người không cam tâm bị như vậy. Trần Thăng trẻ tuổi nông nổi, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Thường Hạo thì không kìm nén được sự bức bối trong lòng. Cậu ta mới nhậm chức ở công ty Danh Dương trong năm nay, chỉ hơn nửa năm đã trở thành một quản lý nhỏ.
mà tài năng của cậu ta đã từng được lãnh đạo cấp cao thừa nhận, chuẩn bị qua 2 năm nữa cậu ta sẽ được thăng chức. Chỉ cần cố gắng 2 năm Trần Thăng có thể trở thành quản lý bộ phận, các thứ như mức lương đãi ngộ đều sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng bây giờ tất cả có thể sẽ không còn nữa. Chu Tổng, chúng tôi không phục, chúng tôi rõ ràng không làm sai bất kỳ chuyện gì, đều là do Thường Hạo vô liêm sỉ. Lúc này, Trần Thăng cần nắm chắc tất cả cơ hội để có thể ở lại, vì vậy trong cơn tức giận, ngay cả những lời chửi bới vô liêm sỉ đều la hét hét lên. Không ai ngờ Trần Thăng sẽ nói ra những lời như vậy. Mười mấy nhân viên kia đều cảm thấy bất ngờ, các nhân viên khác cũng kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Trần Thăng quả thực là một người trẻ tuổi năng lực rất tốt, hơn nữa tính cách còn lương thiện, rất nhiều người hài lòng cậu ta. Một chàng trai hiền lành, lương thiện như mọi người thường nghĩ, lúc này lại nói ra lời như vậy thật khiến cho người ta vô cùng bất ngờ. Sắc mặt của Thường Hạo u ám, quay đầu trừng mắt với Trần Thăng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, vào lúc này lại có người nói ra những lời như vậy, còn chửi hắn vô liêm sỉ. Hơn nữa người này còn là một trong số mười mấy nhân viên vừa bị hắn sa thải. Một người bé nhỏ không đáng kể, tồn tại giống như một con kiến trong mắt của Thường Hạo lại dám chửi hắn khốn nạn ở trước mặt nhiều người như vậy. Láo xược, nơi này có chỗ cho cậu nói sao? Cậu là ai? Lãnh đạo của cậu là ai? Lẽ nào bọn họ không nói cho cậu biết thái độ ứng xử với lãnh đạo là như thế nào sao? Thường Hạo tức giận, chỉ vào mũi của Trần Thăng nghiêm khắc chỉ trích. Lúc này Thường Hạo giống như một con sư tử đang giận dữ, bất kỳ ai xuất hiện cũng sẽ phải nhận lấy những lời chỉ trích không thương tiếc của hắn. Chương 730, đối đầu gay gắt 2. Bỗng chốc, các nhân viên lần lượt rụt cổ lại, thậm chí cả mười mấy nhân viên kia lúc này cũng im lặng, sợ hãi không dám nói gì. Bọn họ không muốn bị liên lụy, việc không liên quan đến mình thì mau chóng gạt qua một bên, những nhân viên bọn họ đúng là không liên quan gì đến chuyện này, nên sẽ không mạo hiểm tiến ra một bước để giúp đỡ Trần Thăng dù sao, Trần Thăng đã bị Thường Hạo sa thải, nhưng bọn họ vẫn còn ở trong công ty, vẫn đang chịu sự quản lý của Thường Hạo. Đối với khoảng hơn chục nhân viên đó, tốt nhất là không nên dính dáng vào. Mặc dù bị Thường Hạo sa thải, bọn họ rất không cam tâm, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng là người trưởng thành, vô duyên vô cớ bị sa thải như vậy vẫn có thể lấy được tiền bồi thường. Còn nếu chống đối đến cùng, vậy thì đừng nói đến tiền bồi thường, có khi Thường Hạo còn muốn truy cứu trách nhiệm với bọn họ. Hơn nữa, quan trọng nhất là nói đỡ giúp cho Trần Thăng chưa chắc đã thay đổi được gì, sa thải vẫn là sa thải. Phải biết rằng, ngay cả Chu Dương bây giờ cũng đã im lặng, vậy thì còn có ai có thể giúp đỡ bọn họ được đây? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu không cam tâm thì có thể thay đổi được ý nghĩ của Thường Hạo sao? Đó là điều không thể. Trong toàn bộ đại sảnh tầng 1, chỉ có Chu Dương cảm thấy hơi bất ngờ, khẽ liếc nhìn Trần Thăng, liền thấy được vẻ không cam tâm không khuất phục trên khuôn mặt của cậu ta. Ha ha, thật thú vị. Bật cười ở trong lòng, Chu Dương đại khái cũng đã hiểu rõ chuyện đang xảy ra trước mặt mình. Mặc dù, vừa nãy trong điện thoại người kia nói chưa rõ lắm về tình hình ở đây. Nhưng Chu Dương là ai chứ? Trên đường tới đây anh đã gọi điện thoại cho người ở bên tòa nhà Hằng Phong, hỏi rõ quá trình phát sinh của một số việc. Có thể nói, mặc dù ngày hôm qua Chu Dương không ở trước tòa nhà Hằng Phong, nhưng lúc này những gì mà anh biết hoàn toàn không ít hơn người khác. Đủ rồi. Chu Dương lên tiếng. Khi anh vừa mở lời, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và ánh mắt của mọi người. Chu Dương vừa nãy vẫn im lặng, mọi người đều thất vọng, cho rằng anh không dám khiêu chiến Thường Hạo. Nhưng bây giờ, nghe thấy Chu Dương nói, mọi người lại trố mắt nhìn, tò mò muốn xem Chu Dương rốt cuộc định nói gì và làm gì. Đặc biệt là mười mấy nhân viên bị sa thải kia, ánh mắt không thể tin được nhìn Chu Dương, trên mặt họ đều mang theo sự mong đợi. Trần Thăng liếc nhìn Chu Dương, trong ánh mắt ngoài sự mong đợi, còn có sự không cam tâm và phẫn nộ. Trần Thăng không hề có lòng tin với Chu Dương. Biểu hiện vừa nãy của Chu Dương khiến cậu ta hoàn toàn bất ngờ, tinh thần suy sụp. Nhưng bây giờ, Chu Dương đã lên tiếng, những suy nghĩ trong lòng của Trần Thăng đương nhiên sẽ thay đổi. Lúc này bất luận là Chu Dương có thể giúp đỡ bọn họ được hay không, Trần Thăng cũng đã lên kế hoạch cho tốt việc bản thân mình sẽ bị công ty Danh Dương sa thải. Nhưng cậu ta sẽ không rời đi như thế được, ngay cả khi bị sa thải, thì Trần Thăng cũng quyết định phải trút hết mọi cơn giận trong lòng ra ngoài. Không phải Thường Hạo trách bọn họ đã không giúp hắn lúc ở tòa nhà Hằng Phong sao? Không phải hắn ra chỉ thị ngăn cấm bọn họ nói ra chuyện sỉ nhục của Thường Hạo trước tòa nhà Hằng Phong à? Vậy được, Trần Thăng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.
Dù sao bản thân mình cũng đã bị Thường Hạo sa thải rồi, vậy thì còn quan tâm nhiều đến chuyện đó để làm gì, chẳng qua cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Dù bản thân có bị đuổi việc thì Thường Hạo cũng đừng mong sẽ có một kết cục tốt đẹp, tôi sẽ khiến anh mất hết danh tiếng ở công ty danh dương này. Đây là suy nghĩ của Trần Thăng lúc này, mà suy nghĩ này càng lúc càng sôi trào, sắc mặt của Trần Thăng dần dần đỏ bừng lên, trên người mang theo sự thù địch rõ nét. Chu Dương, ở đây không phải chuyện của anh tốt nhất đừng nên xen vào. Thường Hạo lạnh lùng nói, bộ dạng cảnh cáo nhìn Chu Dương, lên tiếng uy hiếp. Ha ha, Thường Hạo, chuyện đầu đuôi ngọn ngành ra sao tôi đều đã biết cả rồi, lẽ nào anh định khăng khăng làm theo ý mình ư? Chu Dương chế nhạo nói, ánh mắt nhìn Thường Hạo cũng đã lạnh lùng hơn vài phần. Cái tên Thường Hạo này thật sự không biết tốt xấu. Trong phòng họp trước đây rõ ràng Chu Dương đã nói rõ với hắn những thiếu sót trong kế hoạch mà hắn tự nghĩ ra, và những nguy hiểm mà hắn có thể gặp phải. Nhưng Thường Hạo không nghe theo thì đã đành, khi không có ai chủ động thực hiện kế hoạch cùng hắn, hắn liền cưỡng ép đưa người đến tòa nhà Hằng Phong. Lần này cũng may Chu Dương sắp xếp trước, hơn nữa đám người Hứa Du cũng không xuất hiện. Nếu lần này Thường Hạo đưa người đến đó không gặp đám người La Hải, mà là đám người Hứa Du, vậy thì không chỉ một mình Thường Hạo gặp nguy hiểm, mà ngay cả mười mấy nhân viên kia cũng sẽ gặp nguy hiểm như hắn. Hừ, khăng khăng làm theo ý mình, Chu Dương, đừng nghĩ rằng bản thân anh giỏi giang gì, chẳng qua anh chỉ có phương thức hoạt chất làm trắng ra, mới chiếm được một số cổ phần trong công ty, tôi nói cho anh biết, trong mắt Thường Hạo tôi, anh chả là cái thá gì, sa thải họ hay không là việc của phó tổng tôi đây, việc này không đến lượt người phụ trách dự án như anh nhúng tay vào. Thường Hạo hoàn toàn không thèm để ý đến lời cảnh cáo của Chu Dương. Khinh bỉ Chu Dương xong, hắn quay lại trừng mắt nhìn mười mấy người kia, đặc biệt là Trần Thăng người vừa lên tiếng phản bác hắn. Tôi không cần biết cậu là ai, lai lịch như nào, ai đã cho cậu lá gan lớn như vậy để cậu dám nói những lời này với tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, hôm nay các người nhất định bị sa thải, ngay cả Chúa Trời có đến thì cũng không có tác dụng gì, tôi nói rồi đấy. Thường Hạo nghiêm khắc khiển trách. Sau đó hắn vẫy tay ra hiệu với các nhân viên bảo vệ đuổi tất cả mười mấy nhân viên kia ra khỏi công ty. Nhưng hơn 10 người nhân viên bảo vệ đó chỉ đứng sang một bên và không di chuyển, họ chỉ đang duy trì trật tự ở sảnh tầng 1, không để những nhân viên khác xảy ra hỗn loạn. Còn mệnh lệnh vừa nãy của Thường Hạo, dường như bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì. Yên tĩnh. Mọi người thấy vậy thì đều ngạc nhiên, nhìn vào khoảng hơn chục người nhân viên bảo vệ. Bọn họ dám làm trái mệnh lệnh của Phó Chủ tịch Thường Hạo, lẽ nào bọn họ không muốn làm việc nữa sao? Các ngươi, có biết các ngươi đang làm gì không? Thường Hạo sững sờ, hắn liếc nhìn đám nhân viên bảo vệ, đặc biệt là đội trưởng Triệu Binh của đội bảo vệ trực ban hôm nay với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt của Thường Hạo, Triệu Binh coi như không nhìn thấy, không có chút biểu cảm nào, cậu ấy vẫn tiếp tục làm việc mình đang làm. Triệu Binh, cậu không muốn làm việc nữa phải không? Thường Hạo tức giận chửi thầm trong lòng, một tên bảo vệ nhỏ nhoi, chỉ cần Thường Hạo nói một câu, thì tất cả đám bảo vệ kia đều có thể cuốn gói khỏi công ty. Được rồi, Triệu Binh, cậu đưa bọn họ đi làm những việc khác đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. Lúc này Chu Dương mới bước ra, nhìn Triệu Binh, sau đó bình thản nói. Mà ngay khi giọng nói của Chu Dương vang lên, Triệu Binh lập tức chào hỏi với Chu Dương, rồi vẫy tay với các nhân viên bảo vệ khác, rời khỏi đại sảnh tầng 1. Từng người tản ra bên ngoài tự làm việc của mình. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhiều người nhìn theo bóng lưng Triệu Binh khuất xa, vẻ mặt hơi kỳ quái, họ liếc nhìn Thường Hạo, sau đó lại nhìn Chu Dương với ánh mắt khó tin. Chương 731, Thẩm Bích Quân đến rồi. Chuyện này, các nhân viên bảo vệ hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của Thường Hạo. Đúng thế, vẫn là Chu Tổng lợi hại, tên Thường Hạo kia căn bản chẳng là cái quái gì. Ngay cả ra lệnh cho đội bảo vệ cũng không làm được. Nghe nói ban đầu đội bảo vệ đó đều do Chu Tổng thành lập, đặc biệt là đội trưởng đội bảo vệ, còn có người dẫn đầu của đội bảo vệ, hình như đều là do Chu Tổng mời về đó, quan hệ của họ với Chu Tổng đều rất tốt. Đúng vậy, lần trước tôi đã nhìn thấy họ cùng ăn thịt nướng uống bia với Chu Tổng ở ven đường đó. Mọi người bàn tán rất nhiều, ánh mắt nhìn các nhân viên bảo vệ cũng có chút thay đổi. Trước đây, tuy rằng mọi người vô cùng lịch sự với nhân viên bảo vệ, nhưng trong lòng vẫn xem thường bọn họ. Bây giờ xem ra những nhân viên bảo vệ đó lại có quan hệ tốt với Chu Dương, có thể nói chỉ cần Chu Dương nói một lời, những nhân viên bảo vệ đó có thể lập tức trở thành cấp trên của bọn họ.
Trong lòng không ít người đang nghĩ rằng sau này nhất định sẽ không xem thường đội bảo vệ nữa. Chu Dương. Thường Hạo gần như tức điên lên. Hắn không ngờ điều này lại xảy ra, đám nhân viên bảo vệ đó lần lượt quay lưng lại với mệnh lệnh của hắn thì đã đành, nhưng bọn họ lại răm rắp làm theo lời nói của Chu Dương. So sánh như vậy, địa vị của Thường Hạo Anh và Chu Dương trong lòng của những nhân viên bảo vệ đó không phải đều đã phân cao thấp rõ ràng rồi sao? Lẽ nào đến cả một phó chủ tịch lại không thể bằng một người phụ trách dự án sao? Thường Hạo, anh nên nhớ cho rõ, anh có thể được làm cái chức vị phó chủ tịch của công ty này, không chỉ là ý của Thẩm Bích Quân, mà nó cũng là ý của tôi, chỉ cần tôi nói một câu, thì anh cũng sẽ ngay lập tức phải ngoan ngoãn mà cút khỏi công ty này. Lần này, Chu Dương không giữ lại chút thể diện nào cho Thường Hạo. Việc hôm nay Thường Hạo làm chính là lợi dụng việc công trả thù riêng, hơn nữa lại còn làm tổn hại đến những người khác. Đặc biệt, nếu bỏ qua cho Thường Hạo muốn làm gì thì làm, vậy thì với tính cách nóng nảy của hắn, rất có khả năng sẽ làm hỗn loạn kế hoạch bên tòa nhà Hằng Phong mà trước đó Chu Dương đã sắp xếp, để cho đám người Hứa Du nắm được thế chủ động, khiến Chu Dương và công ty Danh Dương, còn cả tòa nhà Hằng Phong đều rơi vào thế bị động. Ha ha, Chu Dương, lời này của anh đúng là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe trong đời, Thường Hạo này là ai chứ? Tôi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước M, là nơi mà trường đại học rác rưởi quái quỷ của anh không thể đem ra so sánh được. Hơn nữa, anh cũng đừng quên rằng, Thẩm Tổng mới là cổ đông lớn nhất của công ty, cũng là do cô ấy cố gắng 5 lần 7 lượt mới có thể mời tôi đến. Đừng nói là Thẩm Tổng sẽ không đuổi tôi đi, lẽ nào anh cho rằng, Thường Hạo tôi đến công ty Danh Dương này thì cứ dễ dàng mời đến là đến, đuổi đi là đi sao? Thường Hạo lớn giọng nói, lúc này trên mặt hắn tràn đầy sự tự tin, đối mặt với Chu Dương không có chút sợ hãi, ngược lại nhìn Chu Dương mang theo vẻ khinh thường. Đúng thế, Thường Hạo hắn là ai chứ? Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng thế giới, đã làm việc tại nước M nhiều năm, sau đó về nước cũng đã làm việc khá lâu, đạt được thành tích xuất sắc và cũng là một người có tên tuổi lớn trong ngành, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn. Mà hắn là do Thẩm Bích Quân cố gắng hết lần này đến lần khác mới có thể mời hắn đến đây. Với địa vị hiện tại của Thường Hạo ở trong nước, cho dù Thẩm Bích Quân muốn cách chức hắn thì cũng phải có lý do phù hợp. Nếu không, các mối quan hệ và tài nguyên của Thường Hạo nhiều như vậy cũng không phải là vô ích. Xem ra anh rất kiêu ngạo, để tôi thử xem sao. Chu Dương khẽ gật đầu, không quan tâm đến sự tự tin của Thường Hạo. Những người khác có thể ngạc nhiên trước lý lịch của Thường Hạo, trong lòng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng không bao gồm Chu Dương. Ở trong mắt Chu Dương, Thường Hạo căn bản giống như một người trần trụi, mọi thông tin từ lâu đều nằm trong tay Chu Dương. Sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước M thì đúng là không tệ, nhưng cũng không phải là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc gì, thậm chí Thường Hạo còn suýt không thể tốt nghiệp. Đối với nhiều kinh nghiệm làm việc nhiều và thành tích xuất sắc của hắn ở nước ngoài, chẳng qua chỉ là một trò đùa, đều là một mánh khóe mà Thường Hạo tự mình thêu dệt lên cho bản thân, khoảng 8 phần trong đó đều là giả. Tất cả mọi thứ chỉ là một bản lý lịch giả mà Thường Hạo cố tình bịa đặt để có thể có được phát triển và được coi trọng hơn ở trong nước. Thường Hạo sững sờ, ánh mắt châm biếm Chu Dương khiến hắn hơi do dự. Không biết có phải ảo giác hay không, Thường Hạo thực sự cảm thấy trong mắt Chu Dương có một tia giễu cợt và đùa giỡn. Như thể anh thực sự sẽ đuổi hắn ra khỏi công ty. Nhưng những lời Thường Hạo nói trước đó cũng có lý. Làm việc ở trong nước nhiều năm như vậy, cả nguồn tài nguyên và các mối quan hệ đều tích lũy được rất nhiều. Nếu như bản thân hắn bị đuổi khỏi công ty Danh Dương, mặc dù không thể khiến cho công ty Danh Dương phá sản, nhưng vẫn có thể khiến cho công ty Danh Dương, Chu Dương và cả Thẩm Bích Quân chịu một trận đòn khá lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thường Hạo bình tĩnh hơn một chút, cảm giác lúc nhìn vào ánh mắt của Chu Dương đã không còn giống lúc nãy. Hừ, không cần biết anh là ai, dù cho Thẩm Tổng có đến đây đi chăng nữa thì tôi nhất định phải sa thải mười mấy người bọn họ. Có bọn họ thì sẽ không có Thường Hạo tôi, còn nếu có Thường Hạo thì sẽ không có bọn họ. Tôi biết Thẩm Tổng nhất định sẽ đưa ra một sự lựa chọn chính xác, chuyện này không cần anh phải nhúng tay vào. Thường Hạo lạnh lùng nói, với thái độ kiên quyết khác thường. Lúc này, không ít nhân viên lại nhốn nháo cả lên, ánh mắt nhìn Thường Hạo trở nên sợ hãi, bối rối nhìn Chu Dương, còn ánh mắt nhìn mười mấy người kia đều tràn đầy thương cảm. Tôi không tin, tôi muốn báo chuyện này cho Thẩm Tổng nhất định sẽ không đồng ý để anh làm như vậy. Đám nhân viên nghe thấy điều này. Sắc mặt của họ đột nhiên ảm đạm đi, họ cúi đầu xuống, từ bỏ tia hy vọng cuối cùng của mình. Trước mặt Chu Dương,
nếu Thượng Hạo dám nói ra những lời kiêu ngạo tự tin như vậy, nghĩa là hắn chắc chắn được 8-9 phần, mà bọn họ cũng chỉ là những nhân viên bình thường của công ty, cùng lắm chỉ là một quản lý nhỏ, thậm chí còn không là gì trong mắt Thẩm Bích Quân. Đưa ra sự lựa chọn giữa bọn họ và Thượng Hạo, cho dù là bọn họ thì cũng cảm thấy Thẩm Bích Quân nhất định sẽ chọn Thượng Hạo. Suy cho cùng, người như Thượng Hạo cũng không có nhiều ở trong nước, thiếu người thì một là một, nhưng đắc tội không chắc chỉ với một người. Mà bọn họ cũng chỉ là những nhân viên bình thường, bao gồm cả về thân phận, địa vị xã hội, gia cảnh, các mối quan hệ, đều là những người dễ bị tổn thương. Ha ha, vậy mà cậu lại mong chờ Thẩm Tổng vứt bỏ tôi, để lựa chọn cậu. Vậy thì cậu cũng quá đề cao mình rồi. Thượng Hạo khinh thường nhìn Trần Thăng, vẻ mặt thờ ơ. Thẩm Tổng. Trên mặt Trần Thăng tràn đầy tức giận, lúc này nếu không ra tay, cậu cũng không còn cách nào khác nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Thăng đã mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của công ty với sắc mặt khó tin. Trần Thăng không ngờ, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cậu ta vừa nhắc đến Thẩm Bích Quân thế mà bây giờ Thẩm Bích Quân lại đang xuất hiện ở trước cửa công ty. Chương 732, Thẩm Bích Quân cứng rắn. Hừ, Thẩm Tổng cái gì, hôm nay là mùng 1 Tết. Sao Thẩm Tổng tới công ty được, thôi ngay mấy trò lừa bịp gì đó đi, dù nay Chu Dương ở đây thì các người cũng phải cút khỏi công ty thôi. Thượng Hạo nhếch miệng cười, không quan tâm tới sự thay đổi trên gương mặt Trần Thăng, hắn chỉ nghĩ là do Trần Thăng không cam lòng mà thôi. Nhưng, khi hắn thấy ánh mắt của những người phía sau nhìn hắn cũng trở nên vô cùng kinh ngạc, trong lòng hắn bỗng sợ hãi vô cớ. Hắn chột dạ, từ từ quay lại nhìn rõ người đi tới, vẻ mặt đầy bất ngờ. Thậm chí còn có cả sự lo sợ. Thượng Hạo không ngờ rằng, Thẩm Bích Quân lại tới công ty vào lúc này. Sắc mặt của cô khó coi vô cùng, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận. Nghĩ lại mấy lời ngông cuồng mà hắn vừa nói, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đừng nói là Thẩm Bích Quân định vứt bỏ mình đấy nhé. Ý nghĩ đó vừa nảy ra, đã bị Thượng Hạo dập tắt luôn. Phải tự tin vào bản thân, mình là Thượng Hạo cơ mà, Thẩm Bích Quân 5 lần 7 lượt mời mình tới bằng được. Sao cô ấy có thể vứt bỏ mình dễ như thế? Hắn liên tục cổ vũ chính mình, nên cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Trước khi Thẩm Bích Quân chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Thượng Hạo vẫn có niềm tin tuyệt đối. Thẩm Tổng, sao cô tới đây? Quả thật khi đứng trước Chu Dương, Thượng Hạo vẫn giữ thái độ cương quyết, không giữ thể diện cho anh. Đó là vì, ngoài việc là cổ đông của công ty, chức vụ của Chu Dương trong công ty chỉ là người phụ trách dự án, thấp hơn nhiều so với chức vụ của Thượng Hạo. Nhưng Thẩm Bích Quân thì khác. Ngoài là cổ đông lớn nhất ra, thì cô còn là chủ tịch của công ty, nên Thẩm Bích Quân hơn hẳn Thượng Hạo ở mọi mặt. Hừ, tôi không tới, có phải anh định làm loạn cả công ty lên không? Thẩm Bích Quân lạnh lùng nhìn Thượng Hạo, hừ lạnh một tiếng, rồi đi qua Thượng Hạo, tới thẳng chỗ mười mấy người kia, lẳng lặng nhìn họ. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thượng Hạo lại đuổi việc mọi người? Giọng điệu Thẩm Bích Quân lạnh băng. Như thể đang kìm nén cơn giận. Lời vừa nói ra, mười mấy người đều im lặng. Bởi vì họ không biết rốt cuộc trong lòng Thẩm Bích Quân nghĩ như nào. Ngộ nhớ Thẩm Bích Quân đứng về phía Thượng Hạo, họ nói sai điều gì, vậy chẳng phải sẽ bị truy cứu trách nhiệm sao? Nhưng Trần Thăng thì không phải người nhẫn nhịn. Cậu ta đang nản lòng, khi nghe thấy Thẩm Bích Quân nói vậy, cậu ta không chút do dự, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Láo toét, cậu nói linh tinh gì vậy? Thẩm Tổng. Cô không được tin lời họ, tôi. Thấy Trần Thăng định kể hết mọi chuyện, Thượng Hạo bỗng lo lắng. Bởi vì hắn không muốn chuyện hắn bị sỉ nhục ở trước tòa nhà Hằng Phong truyền ra ngoài, nên hắn mới đuổi thẳng cổ những người đó, và không cho họ nói ra chuyện này. Nhưng một khi Trần Thăng nói ra, sẽ là một đòn đả kích xưa nay chưa từng có dành cho Thượng Hạo. Thượng Hạo, anh im miệng cho tôi đang hỏi cậu ấy. Thẩm Bích Quân vung tay áo, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Hạo, quát lớn. Thái độ đó khiến sắc mặt của Thượng Hạo bỗng trở nên hoảng hốt. Còn Trần Thăng như thể nhận được sự động viên to lớn, càng mạnh dạn nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Thẩm Tổng, chuyện là như này, anh ta vì sợ chúng tôi nói ra chuyện của anh ta nên muốn sa thải chúng tôi, hơn nữa, còn ép chúng tôi không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Trần Thăng nhìn Thượng Hạo đầy hả hê, cơn tức giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Thượng Hạo, anh muốn chúng tôi im miệng. Muốn che đậy chuyện anh bị sỉ nhục, không cho ai biết đúng không? Vậy thì tôi càng nói cho mọi người biết đó, thử coi anh định giấu kiểu gì. Trần Thăng nói xong,
Cả khu đại sảnh tầng 1 bỗng vô cùng yên ắng, tới mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cùng quay sang nhìn Thường Hạo, vẻ mặt sửng sốt, tò mò xen lẫn cả đồng cảm. Thường Hạo là phó chủ tịch thường vụ của công ty Danh Dương, khéo khối người trong thành phố Đông Hải này phải chạy tới nịnh bợ. Ấy thế mà hắn lại bị người ta đánh ở trước tòa nhà Hằng Phong, hơn nữa còn va đổ thùng rác, hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, rất nhiều nhân viên không biết phải mô tả tâm trạng hiện giờ của mình như nào, tuy họ cảm thấy Thường Hạo rất thảm, nhưng trong lòng họ lại rất vui. Thẩm Bích Quân cũng nhăn mày, nhìn Thường Hạo, mấp máy đôi môi. Thường Hạo, chuyện này có thật không? Đột nhiên, Thẩm Bích Quân ngập tràn khí thế, nhiệt độ trong sảnh tầng 1 cũng giảm đi không ít. Thẩm Tổng, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh, sao tôi có thể làm vậy được? Thường Hạo cười khổ, vội vàng phủ nhận. Đương nhiên là hắn phủ nhận rồi, bởi một khi hắn thừa nhận thì sau này hắn biết sống sao. Trừ phi hắn rời khỏi công ty Danh Dương, rời khỏi thành phố Đông Hải, thậm chí là ra nước ngoài. Nhưng, hắn dám sao? Hắn nỡ sao? Vừa rồi Thường Tổng đâu có dễ nói chuyện đâu nhỉ, trái lại còn gắt gỏng, hung hăng ấy chứ. Chu Dương cũng đi tới, cười nói. Anh không ngờ Thẩm Bích Quân đột nhiên tới đây, hơn nữa dáng vẻ của cô còn như thể nắm chắc mọi chuyện trong tay, thậm chí còn có chút bất mãn với Thường Hạo. Chuyện này rất hiếm gặp. Dù sao, Chu Dương cũng biết, Thường Hạo được Thẩm Bích Quân 5 lần 7 lượt mời tới, phải tốn rất nhiều công sức mới mời được hắn, điều đó cũng gây không ít xôn xao trong ngành mỹ phẩm trong nước. Rất nhiều người biết việc công ty Danh Dương mời Thường Hạo tới đã giúp công ty trở nên nổi tiếng hơn ở trong mắt các công ty cùng ngành. Chu Dương, anh! Thường Hạo quát nhẹ, hắn muốn phản bác nhưng dù sao cũng phải kiềm chế lại, bởi hắn đang ở trước mặt Thẩm Bích Quân. Ngộ nhớ để lại ấn tượng gì xấu cho Thẩm Bích Quân thì sẽ bất lợi cho việc phát triển sau này của hắn. Đủ rồi, tôi đã biết chuyện rồi, Thường Hạo, nếu anh định xử lý sự việc bằng cách sa thải họ, vậy thì có lẽ anh không phù hợp với công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân lạnh nhạt nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Lời vừa nói xong, tất cả mọi người bỗng ngạc nhiên. Ý của Thẩm Bích Quân là sao? Nếu Thường Hạo vẫn kiên quyết đuổi mười mấy người này, vậy thì hắn không thích hợp với công ty Danh Dương. Nói cách khác, nếu Thường Hạo dám đuổi việc mười mấy người đó, Thẩm Bích Quân sẽ đuổi Thường Hạo ra khỏi công ty. Im ắng. Cả sảnh tầng 1 bỗng yên lặng không một tiếng động. Tất cả nhân viên đều nhìn Thẩm Bích Quân với vẻ khó tin. Còn mười mấy người kia, người nào người ấy ngẩng đầu, mặt mày vui mừng xúc động, nhìn Thẩm Bích Quân đầy cảm kích. Chương 733, xảy ra chuyện rồi. Thẩm Bích Quân đã nói vậy rồi thì sau này họ không cần phải lo bị Thường Hạo gây khó dễ ở công ty nữa. Chỉ có Thường Hạo khó tin nhìn Thẩm Bích Quân, khẽ mở miệng, nhưng không nói gì. Thường Hạo sửng sốt, hắn không ngờ chỉ vì mười mấy người này mà Thẩm Bích Quân lại nói với mình như vậy. Nếu hắn dám đuổi việc họ thì hắn không thích hợp được ở lại công ty Danh Dương nữa. Rõ ràng là đang đe dọa hắn. Thường Hạo rất tức giận nhưng hắn cũng rất bình tĩnh. Hắn biết nếu lúc này không kiềm chế cảm xúc chắc chắn Thẩm Bích Quân sẽ không khách khí với hắn nữa. Tôi biết rồi. Thường Hạo khó khăn lên tiếng, sắc mặt cực kỳ u ám nhưng bây giờ hắn không thể phản bác được. Nghe Thường Hạo nói vậy, mười mấy người kia càng kích động. Cảm ơn Thẩm Tổng nhiều. Thẩm Tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, báo đáp công ty. Đúng vậy, Thẩm Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ sự mong đợi của cô đâu. Mười mấy nhân viên lần lượt nói cảm ơn với Thẩm Bích Quân, mỗi người đều không hề che giấu vẻ vui mừng của mình. Được rồi, không còn chuyện của mọi người nữa, mau quay về làm việc đi. Thẩm Bích Quân gật đầu, vẫy tay để họ giải tán đi làm việc. Thấy chuyện bên này đã được giải quyết. Mấy người hóng chuyện cũng dần rời đi làm việc của mình. Lúc này ở đại sảnh tầng 1 chỉ còn lại 3 người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Thường Hạo. Sắc mặt Thường Hạo tái mét, hai tay bấu chặt vào nhau, lòng bàn tay gần như bị móng tay bấm sâu đến chảy máu. Nhưng lúc này hắn không thể tranh cãi với Thẩm Bích Quân được. Sao cô lại đến đây? Chu Dương không lo ngại nhiều như vậy, nếu không phải vì Thường Hạo giúp ích được nhiều cho công ty thì anh chính là người đầu tiên chống lại Thường Hạo ngay. Chỉ là Thẩm Bích Quân đột nhiên đến đây khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên. Hôm nay là mùng 1 Tết, Chu Dương vừa thức dậy thì phát hiện mấy người Thẩm Bích Quân đã rời đi. Tại sao tôi không thể đến, không phải anh cũng đến sao? Hay là giờ tôi về nhé? Thẩm Bích Quân nhướng mày, cười nhạt nói. Được rồi,
lát nữa tôi còn có việc không thể về với anh. Thẩm Bích Quân khẽ cười, đẩy Chu Dương, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước lúc đi, Thẩm Bích Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn Thường Hạo. Nói thật, nếu phải chọn giữa anh và Chu Dương thì tôi chỉ sẽ chọn Chu Dương, còn anh, hơ hơ. Sau khi nói với Thường Hạo một câu, Thẩm Bích Quân đẩy Chu Dương bước thẳng ra ngoài rời khỏi công ty Danh Dương. Dĩ nhiên Chu Dương cũng nghe được câu này, anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Lời này chắc chắn sẽ đắc tội với Thường Hạo. Nhưng Chu Dương không lo Thường Hạo sẽ làm chuyện gì bất lợi cho Thẩm Bích Quân, có anh ở đây không ai có thể làm tổn thương đến Thẩm Bích Quân. Lúc này sắc mặt Thường Hạo âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Nhất là câu cuối cùng của Thẩm Bích Quân nói với hắn khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Trong mấy mươi năm qua, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Hơn nữa trước đây lúc Thẩm Bích Quân 5 lần 7 lượt đến mời mình vào công ty làm việc, nói năng dễ nghe biết bao, còn lời nói bây giờ nghe thật khó chịu. Hai người đợi đấy cho tôi, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ cho các người biết cảm giác bị người khác sỉ nhục là thế nào. Nhìn bóng lưng dần đi xa của Chu Dương và Thẩm Bích Quân, khuôn mặt Thường Hạo tối sầm lại, đáy mắt lóe lên sự hung ác. Chuyện xảy ra ở công ty Danh Dương hôm nay đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhưng mọi người chỉ nói để bàn tán mà thôi. Mười mấy người Trần Thăng do có lời hứa của Thẩm Bích Quân đảm bảo nên họ cũng chẳng sợ Thường Hạo nữa, chú tâm vùi đầu vào công việc để báo đáp tín nhiệm của Thẩm Bích Quân với họ. Chu Dương cũng đã tạm biệt Thẩm Bích Quân. Sau khi ra khỏi công ty Danh Dương, anh nhớ lại cái cớ Thẩm Bích Quân đã nói, cô bảo có việc cần giải quyết không thể về Vịnh Lục Cảnh với anh được. Chu Dương không truy hỏi, vì anh biết nếu Thẩm Bích Quân muốn nói thì dù anh không hỏi, Thẩm Bích Quân cũng sẽ nói. Còn nếu Thẩm Bích Quân đã không muốn nói, dù anh có hỏi thế nào, Thẩm Bích Quân cũng sẽ không nói lời nào. Trở về Vịnh Lục Cảnh, bà Chu và Tô Hiểu Manh đang chuẩn bị bữa trưa, hai người vô cùng bận rộn. Mặc dù đa số đều do bà Chu chuẩn bị nhưng Tô Hiểu Manh cũng đứng bên giúp đỡ, tóc mái trước trán lộn xộn, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh Chu Dương, anh về rồi. Sau khi phát hiện Chu Dương đã về, Tô Hiểu Manh lập tức bỏ việc đang làm dở, vội vàng chạy đến trước mặt Chu Dương, giơ bàn tay dính đầy thức ăn tựa vào người Chu Dương. Khoan đã, hai người đã làm gì vậy, sao lộn xộn thế này? Chu Dương vội vàng ngăn Tô Hiểu Manh lại. Thấy bộ dạng của cô cũng dở khóc dở cười. Tô Hiểu Manh không chỉ làm bẩn quần áo, hai tay và cả trên mặt đều dính ít đồ ăn, trông rất buồn cười. Hơn nữa Chu Dương lại ngửi thấy mùi hải sản. Hi hi, anh Chu Dương, em và cô Chu đang làm hải sản, cô nói anh thích ăn hải sản nhất. Tô Hiểu Manh cười ha ha nói, cũng không hề để ý mình không nhào vào lòng Chu Dương được. Nói xong cô xoay người chạy vào phòng bếp. Chu Dương liếc nhìn, hai người quả thật đang làm hải sản. Ngoài tôm hùm ra thì còn có một ít cá biển, chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi, chỉ ước gì được ăn ngay lập tức. Được thôi, vậy anh ngồi đợi đến lúc ăn. Khẽ cười một tiếng, Chu Dương quay bước về phòng mình. Mặc dù giờ đang là dịp Tết, đa số các khu ở Đông Hải đều đã được nghỉ, ngay cả tòa nhà Hằng Phong cũng vắng lặng đi nhiều. Nhưng không có nghĩa là an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại càng như vậy, đám người Hứa Du càng có khả năng cao sẽ hành động. Nghỉ Tết rồi, người sẽ vơi bớt, ai có thể ngờ được. Người bên mình nghĩ đám người Hứa Du sẽ không có bất kỳ hành động nào trong khoảng thời gian này. Vậy bên Hứa Du thì sao? Có phải chúng sẽ hành động ngược lại với suy nghĩ của mình không? Chuyện này chẳng ai biết được. Nhưng nghĩ đến sắp xếp của mình ở tòa nhà Hằng Phong, Chu Dương cũng yên tâm hơn. Chưa kể phía anh có một tông sư võ giả là Ngưu Xuyên, ở đó còn có một bán bộ tông sư võ giả như Tiểu Đao. Hơn nữa tòa nhà Hằng Phong nằm ở khu sầm uất ở quận Phổ Đà, người qua lại cũng nhiều, một khi xảy ra chuyện chắc chắn người khác sẽ biết ngay. Huống hồ, lực lượng bảo vệ của tòa nhà Hằng Phong rất có thực lực. Chu Dương không tin không có tông sư võ giả nào ở bên cạnh Nhậm Phong. Hơn nữa với địa vị hiện tại của Nhậm Phong và danh tiếng tòa nhà Hằng Phong, hễ xảy ra xung đột ở đó chắc chắn chính phủ sẽ can thiệp. Chương 734, Thư khuyên nhân nhượng. Hứa ra là gia tộc ẩn giật nhưng nếu bị chính phủ can thiệp, bọn họ còn có thể giữ được vẻ hùng mạnh không thì chưa biết được. Mà bây giờ phải xem bên Hứa Du nhẫn nhịn không ra tay hay bọn họ sẽ tìm được cách phá vỡ sự phòng bị của bên tòa nhà Hằng Phong. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Dương cảm thấy cực kỳ thoải mái với bữa trưa thịnh soạn. Nếu có thể, anh muốn cứ tận hưởng cuộc sống như vậy mãi. Nhưng anh biết là không thể.
Không đề cập đến những chuyện khác, chỉ cần anh vẫn muốn quay lại Chu gia, vậy thì anh chẳng thể lơi lỏng một ngày nào, phải không ngừng cố gắng phấn đấu. Lúc này, ở tòa nhà Hằng Phong, La Hải ở trong văn phòng nhìn bản báo cáo cấp dưới mang đến, sắc mặt trở nên khó coi. Sắc mặt Ngưu Xuyên và Tiểu Đao ngồi cạnh anh ta cũng vậy. Chuyện này phải nói một tiếng với anh Dương. Ngưu Xuyên trầm giọng nói. Cậu ấy không ngờ trong thời gian ngắn đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn xảy ra dưới sự giám sát của họ. Thậm chí bây giờ Ngưu Xuyên còn chẳng biết đối phương làm được chuyện này bằng cách nào. Được rồi, chuyện này do Chu tiên sinh sắp xếp nên tất nhiên phải thông báo với anh ấy. La Hải gật đầu không ngăn cản. Ngưu Xuyên nghe vậy liền lấy điện thoại gọi cho Chu Dương. Lúc này Chu Dương vừa ăn trưa xong, đang nằm nghỉ thư giãn trên ghế sofa. Anh đang định xem kỹ lại và phân tích những gì đã xảy ra dạo gần đây thì điện thoại vang lên không đúng lúc. Ngưu Xuyên. Thấy tên hiển thị trên điện thoại, Chu Dương hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bắt máy. Chu Dương biết Ngưu Xuyên không thể gọi cho mình nếu tình hình đang diễn ra bình thường. Anh sắp xếp cho cậu ấy ở tòa nhà Hằng Phong, chỉ có lúc gặp tình huống cấp bách mới gọi cho anh. Chuyện gì vậy? Sau khi bắt máy, Chu Dương trầm giọng nói. Anh Dương, bên này xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Ngưu Xuyên trầm giọng kể lại chuyện đã xảy ra, sau đó hai bên trầm ngâm một hồi. Các cậu đừng hấp tấp, đợi tôi đến. Chu Dương trầm giọng rồi cúp máy, cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài. Chu Dương sao vậy, có chuyện gì sao? Bà Chu thấy Chu Dương muốn ra ngoài thì vội kéo anh lại, thắc mắc hỏi. Bây giờ bà sợ Chu Dương vì chuyện công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy thì chẳng đáng chút nào. Vâng, công ty có một vài việc cần giải quyết, con phải đi đến đó, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Xoa dịu nỗi lo của bà Chu xong, Chu Dương vội vã đến tòa nhà Hằng Phong. Tăng tốc hết mức, lúc đến tòa nhà Hằng Phong, Chu Dương cảm nhận rõ được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Số nhân viên bảo vệ tuần tra quanh tòa nhà cũng tăng lên. Là Chu tiên sinh, anh đến rồi, thư ký La đang ở văn phòng đợi anh. La Thụy thấy Chu Dương vội vàng chào hỏi, vẻ mặt đầy vẻ vui mừng. Ừ, dẫn tôi lên đó đi. Chu Dương gật đầu, mặc dù La Thụy nở nụ cười lúc nhìn thấy anh. Nhưng Chu Dương có thể thấy được sự nghiêm túc trên gương mặt anh ta, đáy mắt lóe lên chút lo lắng. Trong tình huống bình thường không bao giờ xuất hiện những điều này. Không lâu sau, Chu Dương đã đến văn phòng tầng 14, mấy người La Hải và Ngưu Xuyên đã đợi hơn một tiếng ở bên trong. Anh Dương, Chu tiên sinh, thấy Chu Dương bước vào, Ngưu Xuyên và La Hải vội vàng bước đến. Chuyện gì vậy, trước tiên nói tình hình cụ thể cho tôi đã. Chu Dương nghiêm túc nhìn Ngưu Xuyên. Anh để Ngưu Xuyên ở lại đây là muốn chắc chắn không để thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ, vâng, anh Dương, chuyện được phát hiện hơn một tiếng trước. Sau đó, Ngưu Xuyên kể lại chi tiết sự việc. Lúc này Chu Dương cũng mới biết toàn bộ quá trình của sự việc. Thì ra một tiếng trước, lúc mấy người La Thụy đang đi xem xét xung quanh thì bỗng phát hiện một người khả nghi xuất hiện gần tòa nhà Hằng Phong. Đám người La Thụy vẫn cẩn thận canh phòng, không ngờ vẫn xảy ra vấn đề. Nhưng đến lúc La Thụy phản ứng lại thì phát hiện cửa hàng của công ty Danh Dương ở tầng 1 tòa nhà Hằng Phong bỗng trở nên xáo trộn, hơn nữa bên trong còn để lại một bức thư. Anh Dương, thư ở đây, bọn em đều chưa mở ra. Ngưu Xuyên đưa bức thư cho Chu Dương, sắc mặt vô cùng khó coi. Xảy ra chuyện thế này hơn nữa còn xảy ra dưới tầm mắt họ, đó chắc chắn như một cái tát vào mặt họ. Nhưng bây giờ Ngưu Xuyên cũng có nỗi khổ không nói ra được. Không ai biết người kia là ai. Hình như rất rõ sắp xếp và bố trí ở đây, tránh được bọn La Thụy thì đã đành, thế mà lại tránh được giám sát do đích thân Ngưu Xuyên bố trí. Chứng tỏ là người quen làm chuyện này, cho dù không phải thì ít nhất cũng có người quen tiếp tay. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngưu Xuyên và La Hải nóng lòng gọi Chu Dương đến để bàn bạc. Nội gián vậy còn ổn, nếu để nội gián tiết lộ toàn bộ tình hình cụ thể ra ngoài, vậy thì họ chẳng còn bí mật nào với Hứa Du. Nghe vậy, sắc mặt Chu Dương cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, anh nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Dương vẫn đang đọc lá thư, im lặng không nói gì. Chu Dương không nói gì, những người khác tất nhiên cũng không tiện lên tiếng trước. Từng người đều nghiêm túc chờ đợi nhìn Chu Dương muốn biết rốt cuộc trong thư viết gì mà khiến Chu Dương đọc lâu như vậy, hơn nữa sắc mặt cũng biến đổi. 2. Cuối cùng cũng đọc xong bức thư,
Lúc này Chu Dương mới thở dài, sắc mặt càng trở nên quái dị. Lúc đầu anh còn nghĩ có người muốn đối phó với tòa nhà Hằng Phong, gây bất lợi cho cửa hàng cuối cùng này. Nhưng anh không ngờ đây là một bức thư khuyên anh nhân nhượng. Không sai, bức thư này quả thật là do bên Hứa Du cho người mang đến. Nhưng Hứa Du không lấy thế ép bức người khác mà hiểu tình đạt lý, nói lý lẽ làm người khác động lòng. Hứa Du muốn lợi dụng chênh lệch thực lực giữa hai bên để khiến Chu Dương và Nhậm Phong biết cách biệt giữa họ, sau đó chủ động nhận thua tránh được tổn thất không đáng có. Đây là một bức thư khuyên chúng ta nhân nhượng, mọi người cũng xem đi. Chu Dương đưa bức thư cho La Hải, nếu bức thư này là do Hứa Du bảo người mang đến, hơn nữa còn là thư khuyên Chu Dương và Nhậm Phong nhân nhượng, bây giờ Chu Dương đã đọc, vậy dĩ nhiên Nhậm Phong cũng nên biết. Bây giờ Nhậm Phong không có ở đây nên để La Hải đọc. Cái gì, quá đáng thật, cũng xem thường tòa nhà Hằng Phong này quá rồi. La Hải đọc xong bức thư thì nổi giận, đập một cái xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy tức giận như muốn lôi Hứa Du ra rồi hung hăng dạy cho một bài học. Anh Dương, bây giờ chúng ta phải làm gì đây, có cần báo cho Nhậm lão ra không? Ngưu Xuyên cũng đã đọc bức thư, vẻ mặt không hề thoải mái. Ừ, vẫn nên nói một tiếng với Nhậm lão ra về chuyện này, gọi ngay cho ông ấy đi. Đích thân tôi sẽ nói rõ tình hình lúc này với ông ấy. Chu Dương trầm giọng nói. La Hải nghe anh nói vậy thì gật đầu, gọi luôn cho Nhậm Phong. Chương 735, thảo luận. La Hải nhanh chóng gọi điện cho Nhậm Phong, kể hết những chuyện xảy ra ở bên này, đặc biệt là chuyện về lá thư khuyên họ nhân nhượng. Mặc dù Chu Dương không thể nghe thấy hai người họ nói gì trong điện thoại, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm khuôn mặt của La Hải, Chu Dương có thể đoán được giọng điệu của Nhậm Phong lúc này có lẽ không hề tốt một chút nào. Ông Nhậm nói rằng ông ấy sẽ đến đây ngay cúp máy, La Hải trầm giọng nói, trên mặt vẫn có chút áy náy. Chu Dương không biết tại sao biểu cảm trên mặt của La Hải lại xuất hiện sự áy náy, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để tìm hiểu chi tiết nhỏ này, vẫn nên đợi ông Nhậm đến đây để hai bên cùng nhau thảo luận rồi mới có thể tìm ra cách giải quyết chuyện trước mắt này. Hơn nữa bây giờ đã là mùng một Tết, còn hai ngày nữa sẽ mở cửa. Đến lúc đó nếu đám người Hứa Du làm càn đến quấy rối, thì chuyện này sẽ y như một quả bom hẹn giờ với tòa nhà Hằng Phong. Nửa giờ sau, một đoàn xe sang trọng chậm rãi đến tòa nhà Hằng Phong. Dưới sự bảo vệ của một nhóm vệ sĩ, Nhậm Phong bước vào, đi thẳng lên tầng 14. Ông Nhậm, La Hải bước đến trước, đưa lá thư khuyên nhân nhượng cho ông. Còn Chu Dương chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, bây giờ để Nhậm Phong đọc xong bức thư khuyên nhân nhượng đã. Trong lòng chuẩn bị trước rồi mới tiếp tục bàn bạc chuyện tiếp theo. Chỉ trong khoảng nửa phút, Nhậm Phong đã đọc xong nội dung của lá thư khuyên nhân nhượng. Lúc này, sắc mặt của Nhậm Phong vô cùng khó coi. Đột nhiên, Nhậm Phong đấm mạnh xuống bàn, lập tức phát ra một tiếng động như bị bóp nghẹt, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ngay cả Chu Dương cũng phải liếc nhìn sang, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chu Dương không ngờ rằng Nhậm Phong sẽ có phản ứng dữ dội như vậy. Đây không giống biểu hiện mà Nhậm Phong nên có. Một ông chủ lớn như Nhậm Phong, dù trong lòng có tức giận đến mức nào cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, mọi người thường gọi đó là dáng vẻ phúc hậu vui vẻ, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ lúc này. Nhưng vừa nãy, Nhậm Phong lại nổi giận đùng đùng trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ người thân cận là La Hải ra, thì vẫn có những người ngoài như Chu Dương đang ở bên cạnh. Một khi Nhậm Phong có một chút biểu hiện nào không tốt, thì rất có thể sẽ bị một trong số những người này truyền ra bên ngoài, chuyện này đối với Nhậm Phong mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Quan trọng nhất, theo như quan điểm của Chu Dương, lá thư khuyên nhân nhượng này hoàn toàn không đủ khả năng khiến cho Nhậm Phong tức giận như vậy được. Nếu đám người Hứa Du muốn khuyên bọn họ nhân nhượng, thì phía bên mình cứ mặc kệ, thế là xong chuyện. Hoàn toàn không cần phải nổi giận lớn đến thế. Ông Nhậm, ông đã xem xong lá thư này rồi, không biết ông nghĩ thế nào? Chu Dương nhẹ giọng hỏi, anh muốn nghe suy nghĩ của Nhậm Phong. Xét cho cùng, dù là về sự từng trải, kinh nghiệm, tuổi tác hay là danh phận, thì Nhậm Phong đều là thế hệ trước của Chu Dương. Nhiều lúc, quan điểm của Chu Dương có thể không toàn diện, để Nhậm Phong phát biểu ý kiến của riêng mình, như vậy trong một khía cạnh nào đó có thể được cải thiện được quan điểm của Chu Dương. Ức hiếp người quá đáng, đám người Hứa Du lại dám cả gan ức hiếp tôi như vậy. Nhưng Nhậm Phong không thẳng thừng bày tỏ quan điểm, thay vào đó ông ta tức giận thét lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt rung lên thoáng qua vẻ giận dữ, khiến cho người khác khiếp sợ. Lá thư này, mọi người phát hiện lúc nào? Ánh mắt của Nhậm Phong rực lửa, nhìn mọi người ở xung quanh. Ông ta nhìn mọi người chằm chằm,
khiến bọn họ lập tức im lặng, sợ hãi không dám nói một lời, cũng không dám phát ra một chút tiếng động. Ngay cả Chu Dương cũng cảm nhận được sự áp lực vô cùng lớn. Áp lực này phát ra từ trên người của Nhậm Phong, hơn nữa còn không nhằm vào bất kỳ một đối tượng cụ thể nào. Ông Nhậm, bây giờ không phải lúc để truy cứu việc phát hiện lá thư này khi nào, mà vấn đề lúc này là đối phương đã gửi thư khuyên Nhân Nhượng như vậy rồi thì chúng ta nên đối phó lại như thế nào? Chu Dương chủ động nói. Nếu như bởi vì bất kỳ một lý do nào đó khiến cho Nhậm Phong nổi giận, vậy thì rất có thể kế hoạch của mọi người đều bị gián đoạn, điều này sẽ không tốt cho cuộc đọ sức của mọi người và đám người Hứa Du. Ngược lại, nó sẽ làm tiêu hao không ít nhân lực nội bộ, từ đó lộ ra kẽ hở, nếu để đám người Hứa Du nắm được điểm này, vậy thì mối đe dọa với phe của mình sẽ ngày một tăng. Chu Dương, cậu nói không sai, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, lại để đám người đó đưa thư tới, thì tất cả bọn họ đều phải có trách nhiệm. Nhậm Phong gật đầu, đồng ý với lời này của Chu Dương. Có điều đến cuối cùng, Nhậm Phong vẫn tức giận trừng mắt nhìn La Hải, trầm giọng nói. Đi thông báo, ghi lại danh sách tất cả những bảo vệ trực hôm nay, giảm lương một tháng. Sau khi Nhậm Phong nói xong, sắc mặt La Hải hơi thay đổi, anh ta muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Nhậm Phong, La Hải chỉ có thể nuốt lại. Vâng, Nhậm Tổng, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong, La Hải rời khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người Nhậm Phong, Chu Dương và Bào Ca. Ngay cả Ngưu Xuyên và Tiểu Đao cũng không ở bên trong, hai người họ đứng bên ngoài canh gác, để chuyện như vậy không xảy ra một lần nào nữa. Ha ha, khiến hai chú em phải chê cười rồi. Chỉ còn lại ba người, cơn tức giận của Nhậm Phong dường như dần tan biến, khi nói giọng điệu của ông ta cũng ôn hòa hơn rất nhiều, trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Ha ha, chuyện này cũng có trách nhiệm của chúng tôi, nếu không bên kia cũng đã không thể công khai gửi bức thư này đến như vậy. Chu Dương cười nói, mặc dù rất ngạc nhiên về sự thay đổi trước sau của Nhậm Phong, nhưng anh không phải là một kẻ ngốc, cũng sẽ không rảnh rỗi hỏi rõ Nhậm Phong vào lúc này. Bây giờ hai bên chỉ là quan hệ hợp tác. Không quá lời khi nói rằng một khi Chu Dương làm điều gì đó khiến cho Nhậm Phong không vừa ý. Đến lúc đó, thậm chí chưa cần đám người Hứa Du ra tay, thì Nhậm Phong cũng sẽ điều người đi liên hệ với bọn họ, sau đó trực tiếp nhượng lại cửa hàng cuối cùng của tòa nhà Hằng Phong. Nếu là vậy thì đó là đòn đả kích rất lớn đối với Chu Dương và công ty Danh Dương. Mà sau đó, bản thân Chu Dương là người chọc giận Nhậm Phong, chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Mặc dù với danh phận và địa vị của Chu Dương ở công ty Danh Dương thì không có ai dám chỉ trích anh, nhưng trên một góc độ nào đó thì độ tín nhiệm của mọi người dành cho Chu Dương cũng sẽ giảm đi. Quan trọng nhất là Thường Hạo chắc chắn sẽ gia tăng sự khiêu khích đối với Chu Dương, thậm chí sẽ nắm chặt lấy vấn đề này ở trong công ty. Chu Dương không phải là người thích rắc rối, nên sẽ không để bản thân gặp rắc rối được. Ha ha, cậu nói đùa rồi, đám người Hứa Du đã gửi thư đến đây, ít nhất có thể khẳng định một điều. Nếu bọn họ có thể thuyết phục chúng ta Nhân Nhượng bằng cách này, vậy thì bọn họ đương nhiên sẽ rất vui, còn nếu lá thư khuyên Nhân Nhượng này không có tác dụng gì, vậy e rằng bọn họ sẽ sử dụng phương pháp tiếp theo. Nói cách khác, đó không phải là phương pháp cuối cùng, bọn họ cũng không muốn phải thật sự phải đấu một trận sinh tử với chúng ta. Chương 736, Bán Sơn Lan Uyển. Nhậm Phong trầm giọng nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng tự tin, lúc này đôi mắt có hơi vẩn đục của ông ta lại vô cùng sáng ngời. Như có thể nhìn thấu lòng người, ngồi ở đây vẫn có thể nhìn thấy được suy nghĩ của Hứa Du ở một nơi nào đó ở Đông Hải. Ừ, đúng là như vậy. Chu Dương khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Nhậm Phong. Đúng là đám người Hứa Du có xuất thân từ gia tộc ẩn giật Hứa gia, thực lực mạnh mẽ, rất khó để thăm dò, mà bên Chu Dương lại hoàn toàn không thể biết được lần này Hứa gia đã sử dụng bao nhiêu lực lượng. Có một điểm chắc chắn là thế lực đám người Hứa gia vô cùng lớn mạnh. Nhưng bên phe bọn họ cũng không hề kém cạnh chút nào. Chưa kể, có hai tông sư võ giả Ngưu Xuyên và Bào Ca đang canh giữ, còn có Tiểu Đao cũng là bán bộ tông sư võ giả bảo vệ phòng thủ. Hơn nữa, với tư cách là chủ tịch của tòa nhà Hằng Phong, trước đây đã tung hoành ngang dọc thế giới ngầm ở Đông Hải thì bên người Nhậm Phong không thể nào không có một tông sư võ giả được. Nếu tính toán như vậy, bề ngoài có hai tông sư võ giả, nhưng trên thực tế thì có ít nhất ba, thậm chí nhiều hơn. Ngoài ra, đây là tòa nhà Hằng Phong, cũng là một trong những sự tồn tại lớn mạnh ở Đông Hải. Bản thân lực lượng an ninh của tòa nhà Hằng Phong cũng thuộc trình độ cao nhất ở Đông Hải, không hề yếu hơn so với gia tộc hạng nhất. Hơn nữa,
tòa nhà Hằng Phong nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của quận Phổ Đà, đều được mọi người nhìn vào và cũng là vị khách quý của phía chính phủ. Thêm nhiều điều kiện như vậy, Chu Dương tin chắc dù là Hứa gia thì cũng không dễ dàng ra tay đối đầu. Tuy nhiên, lần này bên kia đã ra tay thăm dò rồi, nếu chúng ta không phản ứng lại thì sẽ bị yếu thế hơn, chúng ta hãy để đám người Hứa Du nhìn rõ chúng ta là người như thế nào. Chu Dương cười nói. Ồ, không biết Chu Dương có ý kiến gì hay? Nhậm Phong ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hỏi. Đúng là đối phương đã ra tay muốn thăm dò, nếu bọn họ không hề có một chút phản ứng lại thì đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, đối với khí thế của cả hai bên, vô hình chung sẽ xuất hiện một bên yếu đi và một bên mạnh lên. Nhậm Phong đương nhiên nhận ra điều đó. Như thế này, Chu Dương mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra ý kiến vừa nghĩ. Nhậm Phong và Bào Ca lắng nghe kỹ, nghe xong cả hai chố mắt nhìn nhau, thấy được sự vui mừng và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ Chu Dương có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, hơn nữa, cũng sẽ không khiến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên trầm trọng hơn. Được, tôi nghĩ cách này khá ổn, nếu như có bất cứ yêu cầu gì, anh cứ nói thẳng ra, tôi nhất định sẽ tìm người cùng phối hợp. Bào Ca dẫn đầu tỏ rõ thái độ của mình. Mặc dù anh ta là do Hổ gia phái đến đây để hỗ trợ Chu Dương trong công việc, nhưng Bào Ca vẫn đồng tình với cách làm này của Chu Dương. Không vấn đề gì, tất cả đều dựa theo đề xuất của Chu Dương, tôi sẽ dặn dò với La Hải, người bên này của tòa nhà Hằng Phong cứ giao hết cho Chu Dương sắp xếp. Nhậm Phong cũng cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương tỏ vẻ rất hài lòng, thậm chí còn lóe lên tia sáng. Đúng rồi, cũng sắp tối rồi. Chúng ta cùng nhau ăn bữa tối nhé, đến nhà tôi ăn, để bày tỏ lòng cảm ơn mọi người. Nhậm Phong đứng bật dậy mỉm cười nói, ánh mắt đặc biệt nhìn Chu Dương. Chuyện này khiến Chu Dương thắc mắc khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao Nhậm Phong lại muốn mời anh và Bào Ca ăn cơm? Nhưng bề trên đã đưa ra lời mời thì anh cũng không dám từ chối, Chu Dương đành phải nhận lời. Anh gọi một cuộc điện thoại về Vịnh Lục cảnh báo với bà Chu tối nay sẽ không ăn cơm, bảo bọn họ ăn cơm trước. Ba người Chu Dương, Nhậm Phong và Bào Ca cùng nhau rời khỏi tòa nhà Hằng Phong. Về chuyện ngày hôm nay, Chu Dương đã để Ngưu Xuyên đi sắp xếp mọi chuyện, bảo mọi người cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc như bình thường. Bán Sơn Lan Uyển, quận Phổ Đà, thành phố Đông Hải. Đây là khu biệt thự cao cấp nhất ở quận Phổ Đà, Đông Hải. Mặc dù quận Phổ Đà tiếp giáp với biển, nhưng điều này không có nghĩa là địa hình ở đây bằng phẳng. Ngược lại, phía tây quận Phổ Đà có địa hình đồi núi nhỏ, tuy độ cao chưa đến 100 mét, nhưng đã được phát triển thành khu biệt thự cao cấp thịnh vượng nhất quận Phổ Đà. Về cái tên Bán Sơn, nó mang ý nghĩa sánh ngang với biệt thự Bán Sơn ở bên kia sông Hương. Trên đường đi đến đây, Chu Dương cũng phải cảm thán một câu, một người có tài sản dòng hàng chục tỷ như Nhậm Phong, thì đối với yêu cầu về vị trí nơi ở sẽ khác biệt vô cùng lớn so với những người bình thường. Chu Dương cho rằng khu biệt thự ở Vịnh Lục Cảnh đã là rất tốt rồi. Chỉ như vậy mà Chu Dương cũng đã phải bỏ ra gần 10 triệu để mua biệt thự. Còn nếu so sánh Vịnh Lục Cảnh với Bán Sơn Lan Uyển mà nói. Vậy thì, Vịnh Lục Cảnh gần như tương đương với một khu dân cư bình thường, còn khu dân cư bên Tạ Gia thì lại gần như một khu ổ chuột. Bán Sơn Lan Uyển này được phát triển nhiều năm về trước, khi quận Phổ Đà vừa mới được phát triển, tôi đã hợp tác với những người khác để phát triển mở rộng nó, bây giờ nó đã khá nổi tiếng. Nhậm Phong mỉm cười giới thiệu. Với lời giới thiệu này của Nhậm Phong, Chu Dương mới biết được lý do tại sao Bán Sơn Lan Uyển này lại trở thành khu biệt thự cao cấp nhất của Đông Hải. Những người sống ở đây nhất định phải có giá trị tài sản ít nhất 5 tỷ. Mà những người có giá trị tài sản hơn 5 tỷ trong cả nước cũng không có nhiều. Có thể nói, bất cứ ai có khả năng mua được căn biệt thự Bán Sơn Lan Uyển này, có lẽ họ đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Ha ha, những người sống ở đây quả thực rất tài giỏi. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, nhìn thấy những người trẻ tuổi đạt được thành tích cao như vậy tôi vô cùng vui mừng và cũng rất ngưỡng mộ họ, chỉ là bọn họ không phải sống ở đây quanh năm suốt tháng, nhiều khi họ chỉ đến ở vài ngày, sau đó họ lại tiếp tục bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Nhậm Phong cười giải thích. Nghe đến đây, trong lòng Chu Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Suýt chút nữa anh cho rằng những người giàu có nổi tiếng trong nước đều sống ở đây, nếu như vậy thì anh thực sự cảm thấy hơi áp lực. Cho dù anh là người thừa kế của Chu gia ở thủ đô, nhưng cùng lúc phải đối mặt với nhiều người giàu có tài sản không dưới 5 tỷ, thì đừng nói là anh, cho dù là gia chủ hiện tại của Chu gia có đến đây, e rằng cũng không dám nói bản thân mình hơn người.
Chu gia vẫn chưa thể so tài được với những người giàu nhất cả nước. Bán Sơn Lan Uyển có một khung cảnh vô cùng đẹp, từ chân núi đi xuống mấy trăm mét rất yên tĩnh, có nhiều cây ngô đồng màu tím được trồng ở lề đường. Những cây ngô đồng màu tím này cũng được coi là rất nổi tiếng, năm đó Kim Lăng sắp thi công, mà phu nhân lại rất thích cây ngô đồng màu tím, cho nên người đó đã mang về rất nhiều cây ngô đồng từ Pháp trở về, trồng kín cả một con đường. Còn những cây ngô đồng này của tôi cũng là phần còn sót lại từ đợt trồng của năm đó, do tôi dùng mối quan hệ để mua lại, cũng mất rất nhiều công sức. Nói đến những cây ngô đồng màu tím ở bên đường, hiển nhiên là Nhậm Phong rất hứng thú, hào hứng vui vẻ giới thiệu. Chương 737, Nhậm Thanh Thanh. Chu Dương nhìn Bào Ca, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ lại có sự giải thích như vậy cho cây ngô đồng màu tím này, quả là khiến họ mở rộng tầm mắt. Leo đến lưng núi là đến Bán Sơn Lan Uyển, cổng vào treo tấm biển mạ vàng lớn, có bốn chữ Bán Sơn Lan Uyển nhìn đầy mạnh mẽ, cảm được cả uy lực của người viết. Chu Dương không nói ra được điểm khác nhau giữa Bán Sơn Lan Uyển với những nơi còn lại. Chỉ là anh thấy môi trường trong này xanh mát hơn so với vịnh Lục Cảnh. Bên cạnh đó, cơ sở thiết bị trong Bán Sơn Lan Uyển hết sức hiện đại, vào trong chưa đầy 100 mét, một hồ nước lớn đập vào mắt Chu Dương. Khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự trong đó rất rộng, Chu Dương ước chừng phải đến hơn một cây em. Để có được không gian rộng lớn như vậy, chưa nói tới Đông Hải, khéo cả nước cũng rất ít. Lần này quả là mở rộng tầm mắt, xem ra thế giới này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong lòng Chu Dương vô cùng xúc động, càng thúc đẩy ý chỉ quay lại Chu gia của anh. Dù Chu gia không thể so sánh với tất cả những gia tộc giàu có khác trên cả nước, nhưng nếu bọn họ đứng đơn lẻ thì Chu Dương cũng không coi họ ra gì. Chỉ cần anh trở lại Chu gia, thì có được tất cả những thứ trước mắt này đều dễ như trở bàn tay, chứ không phải chỉ đứng nhìn Nhậm Phong nói. Nhà Nhậm Phong nằm trong Bán Sơn Lan Uyển, vì là một trong những nhà sáng lập nên có quyền tư chọn nhà ở. Thím Ngô, chuẩn bị cơm đi, tối nay tôi muốn mời hai người bạn này ăn cơm. Vào trong biệt thự, Nhậm Phong như trở thành con người khác, cười nói với người giúp việc. Nếu nói rằng Nhậm Phong trong tòa nhà Hằng Phong vô cùng lạnh lùng, kiên cường, nghiêm khắc, thì khi về đến nhà, ông ta thân thiện hơn nhiều, lời nói không còn sắc sảo mà hiền hòa hơn. Thanh Thanh đâu? Nhậm Phong ngó qua phòng khách thấy không có ai liền hỏi ngay. Tiểu thư ở trên tầng vừa về. Thím Ngô trong bếp nhô đầu ra nhẹ giọng đáp. Ừ, bảo nó xuống đây, tôi muốn giới thiệu hai người này với nó. Nhậm Phong do dự một lát rồi bảo Thím Ngô gọi người xuống. Ngồi đi, đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà. Nhậm Phong quay đầu nhìn Chu Dương và Bào Ca cười nói, sau đó đi ra ghế sofa rồi ngồi xuống trước, sắc mặt trở nên thư thái hơn nhiều. Hi hi, không ngờ ông Nhậm lại ở đây, tôi từng nghe đến Bán Sơn Lan Uyển. Không ngờ lại có ngày được vào trong. Chu Dương mỉm cười thản nhiên nói. Thật sự thì từ lúc còn đi học, anh đã biết khu biệt thự xa hoa Bán Sơn Lan Uyển này rồi. Nhưng lúc đó anh chỉ suýt xoa cảm thán, trong lòng nghĩ có ngày được vào xem đã là tốt lắm. Mà hôm nay được vào trong, anh nhận ra chỗ này còn khác xa những gì anh biết. Đương nhiên, Bán Sơn Lan Uyển không chỉ tượng trưng cho địa vị. Để sống được ở đây, mở rộng mối quan hệ cũng rất quan trọng. Bào Ca cười nói. Ba người họ nói chuyện phiếm, cơ bản đều là về chuyện nhà cửa. Dù sao chuyện liên quan đến công ty Danh Dương, tòa nhà Hằng Phong thì bàn bạc tại đó là được rồi, không nên bê công việc về nhà cho thêm phiền phức. Hơn nữa, Chu Dương biết Nhậm Phong mời bọn họ về nhà ăn cơm là đã phải cảm ơn ông rồi, dĩ nhiên anh không muốn ngồi trong nhà bàn tán chuyện bên ngoài. Ông nội, ông về rồi. Một giọng nói vui mừng vang từ tầng 2 xuống. Sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Chậm thôi, Thanh Thanh, cháu về lúc nào vậy? Nhậm Phong cười ha hả nhìn hướng cầu thang, lúc thấy một cô gái trẻ tuổi xuất hiện thì nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô cùng ấm áp. Chu Dương cũng tự nhiên quay sang nhìn. Một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn khiến người khác lưu luyến. Nếu không phải Chu Dương đã gặp nhiều người đẹp, e rằng lúc thấy cô hồn phách cũng bay lạc phương nào. Dựa vào cuộc nói chuyện giữa cô gái với Nhậm Phong, Chu Dương biết đây là cháu gái của ông, tên Nhậm Thanh Thanh. Chu Dương không biết rõ về Nhậm Thanh Thanh. Thực tế anh không biết nhiều người, những người quen ở Đông Hải e là cũng chẳng bao nhiêu. Về cơ bản Nhậm Phong ít khi nói chuyện trong nhà ra ngoài, hiếm khi đưa người nhà ra mắt. Mặt khác, ông cũng bảo vệ người nhà rất cẩn thận, mà Nhậm Thanh Thanh là cô gái trẻ trầm tính,
không thích nói nhiều. Ông, cháu mới về thôi, sao ông không ở nhà chờ cháu? Nhậm Thanh Thanh xuống tầng, không để ý tới Chu Dương và Bảo Ca, đi thẳng đến bên Nhậm Phong kéo cánh tay ông, đôi mắt cười cong lên như ánh trăng khuyết. À, công ty có chút chuyện, ông đi xử lý một chút. Sao rồi, cháu đã quen ở nước ngoài chưa? Nhậm Phong giờ như một ông lão bình thường, khác hẳn với vị chủ tịch uy nghiêm của toàn nhà hàng Phong. Cũng ổn, lần này cháu về là để ăn Tết với ông, để ông không cô đơn đón năm mới. Nhậm Thanh Thanh cười hì hì, khoảng 20 rồi nhưng nhìn cô như một bé gái. Thấy Nhậm Thanh Thanh không chú ý gì tới mình, Chu Dương và Bảo Ca cũng không biết phải làm sao. Dù sao đây là cháu gái ruột của Nhậm Phong, sống trong nhà Nhậm Phong, nên cô muốn làm gì, họ đương nhiên không có quyền can thiệp. Được rồi, ông biết mà, Thanh Thanh à, ông muốn giới thiệu với cháu hai người này. Nhậm Phong mỉm cười vỗ cánh tay Thanh Thanh, nhìn Chu Dương và Bảo Ca rồi bắt đầu giới thiệu. Đây là Chu Dương, kia là A Bảo, họ đều là thanh niên trẻ. Ông thấy mọi người đều trẻ tuổi, nên muốn cho làm quen với nhau. Nhậm Phong chưa nói xong đã bị Nhậm Thanh Thanh cắt lời. Ông làm gì vậy? Cháu quen ai cần ông giới thiệu sao? Ai mà biết bọn họ là ai? Dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ông, thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhậm Thanh Thanh hừ một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Chu Dương và Bảo Ca, nét chê bai không giấu giếm trên khuôn mặt. Rõ ràng đây là thể hiện thái độ ghét bỏ. Chương 738, hiểu nhầm. Ặc, Chu Dương định chào hỏi lại, đột nhiên giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng. Anh không ngờ Nhậm Thanh Thanh lại nói như vậy. Không chỉ Chu Dương mà Bảo Ca cũng thế, hai người họ đều vô cùng lúng túng. Vì như họ thấy, Nhậm Phong giới thiệu mọi người, không chỉ do họ là đối tác làm ăn, mà còn bởi Chu Dương cũng sắp xỉ tuổi Nhậm Thanh Thanh, làm quen cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng Nhậm Thanh Thanh lại nghĩ, ông mình đường đường là chủ tịch tòa nhà Hằng Phong, là người giàu có nổi tiếng không chỉ khắp Đông Hải, thậm chí còn khắp cả nước. Lúc trước, kẻ muốn ăn bám thực lực Nhậm gia rất nhiều, đi đủ các loại quan hệ. Nên bây giờ với Nhậm Thanh Thanh, Chu Dương và Bảo Ca cũng chỉ giống mấy người đó, nên càng thêm chán ghét. Nhưng những người đó tham nhất cũng chỉ muốn thu chút lợi ích từ Nhậm Phong. Còn Chu Dương và Bảo Ca lại muốn thông qua ông để tiếp cận cô rồi cướp cô đi. Thế nên ánh mắt Nhậm Thanh Thanh nhìn hai người họ đương nhiên không hề thiện cảm, thái độ chán ghét như vậy hoàn toàn dễ hiểu. Nhậm Phong hơi sững sờ, ông ta không ngờ vừa định để Chu Dương, Bảo Ca và Nhậm Thanh làm quen với nhau mà cô lại phản ứng gay gắt như vậy. Biểu hiện này của cô khác hẳn lúc trước. Trước đây với những kẻ muốn đoạt lợi bằng cách bám víu lấy ông ta, tuy Nhậm Thanh Thanh không thích nhưng vẫn giữ quan hệ xã giao, không khiến họ cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng giờ sao Thanh Thanh lại thế này? Đến cả Nhậm Phong lúc này cũng thấy không hiểu cháu gái mình. Thanh Thanh, sao cháu? Nhậm Phong muốn hỏi xem rốt cuộc nguyên nhân là gì, ông ta cũng không muốn mình lịch sự mời Chu Dương và Bảo Ca về nhà ăn cơm nhưng lại làm Nhậm Thanh Thanh buồn bực. Ông còn chưa lớn tuổi sao? Cháu vẫn còn trẻ lắm à? Nếu ông muốn giới thiệu bạn trai cho cháu thì mắt nên tinh tường hơn chứ? Ông nhìn những người ông đưa tới này. Cháu hỏi, có phải ông mới sang 40 không thế? Nhậm Thanh Thanh một lần nữa chen ngang lời ông, nhìn Chu Dương và Bảo Ca, nhất là Bảo Ca, rồi bĩu môi mỉa mai. Lúc này bọn họ mới hiểu sao cô lại có phản ứng như vậy. Im lặng vài giây, sau đó bọn họ dở khóc dở cười. Lần này lượt Nhậm Thanh Thanh không hiểu gì. Mấy người này sao kỳ lạ thế, bị cô nói như vậy mà không thấy xấu hổ, vẫn dám ở đây cợt nhả, tưởng cô nương đây không dám làm gì sao. Ha ha, Thanh Thanh, cháu hiểu nhầm rồi. Ông giới thiệu bọn họ cho cháu biết, chứ không phải tìm bạn trai cho cháu. Nhậm Phong sau khi biết cháu gái mình nghĩ gì, vội lên tiếng giải thích. Bọn họ là đối tác của công ty ông, hôm nay cùng xử lý vài chuyện xong xuôi nên ông mời họ đến dùng bữa tối, tiện giới thiệu mọi người với nhau. Đừng xem thường bọn họ trẻ tuổi, đều là thanh niên tuấn kiệt ở Đông Hải đó. Nhậm Phong cười lớn, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông vẫn sợ Nhậm Thanh Thanh không nói thẳng mà chỉ nói mấy lời khó nghe với Chu Dương và Bảo Ca. Nếu thế, ông sẽ bị kẹp giữa, tình thế vậy cũng hơi khó xử. Gì à? Nhậm Phong nói xong, Nhậm Thanh Thanh há to miệng kinh ngạc, vẻ mặt lúng túng. Ông, sao ông không nói sớm? Khuôn mặt Nhậm Thanh Thanh đột nhiên đỏ ửng, cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Dương và Bảo Ca. Vừa nghĩ tới bộ dạng phát ngôn thẳng thừng vừa rồi, hai gò má Thanh Thanh nóng rực lên. Xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. À,
Không sao, chỉ là hiểu nhầm nhỏ, không sao đâu Nhậm tiểu thư. Chào cô, tôi là Chu Dương. Chu Dương khẽ cười, thản nhiên nói, không coi mấy lời vừa nãy của Thanh Thanh là xúc phạm. Dù sao anh là đàn ông, lại còn đang ở nhà Nhậm Phong. Mấy lời của ông khi nãy cũng chưa rõ ràng, nên Nhậm Thanh Thanh hiểu sai cũng là bình thường. Chu Dương là đàn ông nên phải rộng lượng hơn. Chào Nhậm tiểu thư, tôi là A Bào. Sau đó Bào ca cũng giới thiệu qua về mình. Tiện đây, tôi là người đã có gia đình, chắc Nhậm lão gia cũng không biết điều này. Bào ca nói vậy khiến sắc mặt Thanh Thanh một lần nữa lại đỏ hồng lên. Xin lỗi, vừa nãy tôi hiểu nhầm mọi người. Nhậm Thanh Thanh giờ mới biết cô đã hiểu nhầm thật, lý nhí xin lỗi vài câu, gật đầu chào Chu Dương và Bào ca. Ông, cháu lên tầng trước. Nói xong cô đi thẳng lên tầng 2. Ha ha, đúng là khiến hai cậu chê cười rồi. Cháu gái tôi chẳng dịu dàng chút nào, còn bất cẩn lắm. Nó vừa xuất ngoại đi du học, nên lại càng không giữ ý hơn. Nhậm Phong cười lớn, dù thoạt nghe như ông đang trách Nhậm Thanh Thanh, nhưng Chu Dương hiểu ngay, rõ ràng ý ông đang khen cháu gái mình. Chu Dương và Bào ca là người dễ tính, nhanh chóng bỏ qua chuyện này, tiếp tục bàn bạc chuyện nhà cửa. Thậm chí Nhậm Phong cũng kể lại ít chiến tích hồi xưa còn trẻ của ông, càng nói mặt càng hưng phấn đến đỏ hồng lên. Chu Dương chăm chú lắng nghe, trong lòng nhận ra Nhậm Phong lão gia hồi trẻ cũng không dễ dàng gì. Trong lời kể hăng say của Nhậm Phong, Chu Dương cũng nghe được nhiều chuyện khác. Ví dụ như hồi còn trẻ, Nhậm Phong từng tiếp xúc với gia tộc ẩn giật, trong một lần gặp có thấy bóng hổ ra. Nhưng lúc này Chu Dương không tiện hỏi thêm. Có một số chuyện hiện tại không nên biết, anh cũng không cố tìm hiểu làm gì, chỉ cần ghi nhớ trong lòng, sau này gặp phải tự nhiên sẽ nhớ lại. Thím Ngô chuẩn bị cơm tối rất nhanh. Trong tầm hơn một tiếng trôi qua ba người Nhậm Phong, Chu Dương và Bào ca nói chuyện, thím Ngô cũng làm xong bữa tối. Lão gia, hai vị tiên sinh, mời dùng cơm. Thím Ngô dọn cơm xong xuôi, ra phòng khách mời mọi người. Ừ, tôi rõ rồi. Thím gọi Thanh Thanh xuống. Nhậm Phong gật đầu, thản nhiên nói. Ba người họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Nhưng Thanh Thanh mãi không thấy xuất hiện. Lão gia, tiểu thư nói giờ cô ấy không đói nên không muốn ăn cơm. Thím Ngô từ trên tầng xuống, khuôn mặt lúng túng không biết làm gì, ánh mắt hơi kỳ lạ liếc nhìn Chu Dương và Bào ca. Không đói, nó vừa từ nước ngoài về sao lại không đói được, chẳng nhẽ muốn tôi tự mình lên gọi nó xuống sao? Nhậm Phong nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm túc. Lúc trước Nhậm Thanh Thanh hiểu nhầm Chu Dương và Bào ca, mọi người cũng coi là nói đùa, vui vẻ cho qua. Bây giờ là giờ cơm tối, Nhậm Thanh Thanh không xuống ăn, lại còn mượn cớ không đói. Chẳng nhẽ cô tiếp đón khách quý như vậy sao? Chương 739, chị Giang khóa trên. Lão gia, tôi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của thím Ngô hơi thay đổi, ấp á ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói thẳng ra. Thím Ngô, rốt cuộc có chuyện gì, thím nói đi. Nhìn thấy dáng vẻ khác thường của thím Ngô, Nhậm Phong trực tiếp ra lệnh. Vâng, lão gia, vừa nãy tôi đi gọi tiểu thư, thì nghe thấy cô ấy đang ở trong phòng chửi rủa ai đó, hình như đang chửi rủa Chu Dương và một người nữa tên là A Bào. Giọng nói của thím Ngô càng lúc càng nhỏ, nhưng lại nhìn Chu Dương và Bào ca với ánh mắt quái dị. Đương nhiên thím Ngô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Dương này và A Bào sao lại đắc tội với Nhậm Thanh Thanh. Nhưng liên kết lại việc hôm nay Nhậm Phong đưa hai người này về, thím Ngô cũng đã đoán ra được. Chu Dương và A Bào mà Nhậm Thanh Thanh chửi rủa có lẽ chính là hai người mà Nhậm Phong đưa về này. Chỉ là thím Ngô không biết rốt cuộc ai là Chu Dương, ai là A Bào, bọn họ sao lại đắc tội với tiểu thư, khiến cho tiểu thư ở trong phòng mắng nhiếc bọn họ chứ nhất định không xuống ăn cơm. Ồ, cái này. Chu Dương hoàn toàn không nói nên lời, cái cô Nhậm Thanh Thanh này thật quá kỳ lạ. Vừa nãy mọi người cũng đã nói đây đều là hiểu lầm rồi, nhưng bây giờ cô sẵn sàng không ăn cơm mà ở trong phòng chửi bọn họ. Thật là hỗn láo, bảo nó xuống đây. Nhậm Phong vừa nghe, sắc mặt trở nên khó coi, nghiêm nghị quát. Lúc bình thường, đương nhiên ông ta sẽ dung túng cho sự càn quấy của Nhậm Thanh Thanh, cho dù hơi láo xược, nhưng chỉ cần không quá đáng quá, Nhậm Phong sẽ không quản lý. Nhưng bây giờ, không chỉ tòa nhà Hằng Phong gặp phải vấn đề, hơn nữa ông ta vẫn còn đang hợp tác với Chu Dương và Bào ca. Lúc này, Nhậm Thanh Thanh làm như vậy chính là đang xúc phạm Chu Dương và Bào ca. Thậm chí còn khiến Nhậm Phong mất hết thể diện. Thím Ngô biết Nhậm Phong đã tức giận, lập tức vội vàng quay lại tầng 2, bắt đầu khuyên nhủ Nhậm Thanh Thanh.
Khoảng 10 phút sau, Nhậm Thanh Thanh từ từ đi xuống, có điều trên mặt có một vệt nước mắt. Chu Dương vừa nhìn, trong lòng đột nhiên oán thầm. Đây là khổ nhục kế sao? Bọn họ còn chưa phát biểu ý kiến gì, Nhậm Thanh Thanh đã tự mình biểu diễn rồi. Nước mắt cô lăn dài trên má như này, dù bọn họ không hài lòng nhưng cũng không biết phải nói gì. Hiển nhiên Nhậm Phong cũng đã nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Nhậm Thanh Thanh, nét nghiêm nghị trên gương mặt ông ta dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt nhìn Nhậm Thanh Thanh cũng hiền lành hơn. Mau qua đây ăn cơm, đều nguội hết rồi. Nhậm Phong khẽ nói, cũng không trách cứ gì Nhậm Thanh Thanh, ngược lại lại bảo cô nhanh chóng ăn cơm. Vâng. Nhậm Thanh Thanh lặng lẽ trả lời một tiếng, rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh Nhậm Phong, giả vờ như bên cạnh không có người bắt đầu ăn. Khi Nhậm Thanh Thanh cúi đầu ăn cơm, khẽ nhếch khóe miệng ở góc mà người khác không nhìn thấy. Chiêu khổ nhục kế này quả nhiên lợi hại, nếu không, vừa rồi ông nội sẽ không dịu dàng như vậy, nói không chừng sẽ vì hai người kia mà trách móc mình, he he, chiêu này của thím Ngô thực sự hữu dụng. Lúc này trong lòng Nhậm Thanh Thanh vô cùng đắc ý, cảm thấy chỉ một thủ đoạn nhỏ của bản thân liền có thể nhận được sự tha thứ và đồng tình của ông nội, mình đúng là một thiên tài. Ừ, Thanh Thanh à, còn ở nước ngoài thế nào? Có chuyện gì vui không? Nhậm Phong khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn Nhậm Thanh Thanh đột nhiên trở nên vô cùng hiền lành thân thiện. Chu Dương không biết tại sao Nhậm Phong lại yêu thích Nhậm Thanh Thanh như vậy, thậm chí đã vượt xa so với tình cảm ông cháu thông thường. Hơn nữa ở đây Chu Dương không nhìn thấy đứa con nào của Nhậm Phong, ngay cả bố mẹ của Nhậm Thanh Thanh cũng không thấy, không biết gia đình này có nội tình gì hay không. Nhưng những chuyện này trước mắt Chu Dương cũng không cần phải quá suy nghĩ. Vâng, đúng là có ông nội ạ. Lần trước con ở nước Y gặp được một chị gái cùng trường, con thực sự rất sùng bái chị ấy. Nhậm Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên kích động nói, hơn nữa trên mặt cùng đầy biểu cảm tôn sùng. Ồ, vậy đối phương là người như thế nào? Nhậm Phong lập tức có hứng thú. Ông ta rất hiểu đứa cháu gái này, từ nhỏ đến lớn hầu như cô chưa từng sùng bái ai, bất kể mà minh tinh hay là những người giàu có gần nhà. Nhưng bây giờ chỉ ra nước ngoài du học một chuyến. Cô nhóc này lại tôn sùng một chị gái cùng trường như vậy. Thực sự khiến ông khá bất ngờ. Nhưng vẫn may là chị gái chứ không phải một anh trai cùng trường nào đó, bằng không Nhậm Phong nhất định sẽ cho người đi điều tra đối phương. He he, ông nội, chị gái đó rất tuyệt vời, trong trường đại học ở nước Y đều có huyền thoại của chị ấy được gọi là người con gái tài năng hội tụ nhất, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Điều quan trọng nhất chị ấy là người Hoa Hạ, hơn nữa nhà còn ở tỉnh Tương Tây. Hình như cũng là một gia tộc lớn, có điều con không biết Tương Tây có gia tộc lớn nào, ông nội, ông có biết ở Tương Tây có gia tộc lớn nào họ Giang không? Nhậm Thanh Thanh thao thao bất tuyệt nói, mặt mày hớn hở. Những người khác yên lặng lắng nghe. Nhậm Phong và Bào Ca chỉ coi như đang nghe Nhậm Thanh Thanh kể về trải nghiệm ở nước ngoài, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Chu Dương thì khác, anh càng nghe Nhậm Thanh Thanh nói trong lòng lại càng kỳ lạ. Người chị gái vô cùng nổi tiếng ở Đại học nước Y. Tài hoa xuất chúng mà Nhậm Thanh Thanh nói, khiến trong đầu anh nghĩ ngay tới Giang Yến. Trước kia Giang Yến cũng du học ở nước Y, hơn nữa cũng từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ sùng bái ở đó. Nhưng vừa nghĩ tới nước Y rộng lớn, trường đại học lại nhiều như vậy, sẽ không trùng hợp đến mức người chị gái mà Nhậm Thanh Thanh nhắc tới lại là Giang Yến chứ. Hơn nữa, Chu Dương cùng chưa từng nghe Giang Yến nhắc tới có quen biết người nào trong nước cả. Với thân phận của Nhậm Thanh Thanh, việc kết giao với Giang Yến có lẽ không phải chuyện khó gì. Nếu không nhắc tới Giang Yến, vậy thì chị gái mà Nhậm Thanh Thanh nói kia có lẽ không phải cô. Trong lòng Chu Dương bình tĩnh hơn. Nhưng Chu Dương chưa ổn định được bao lâu, Nhậm Thanh Thanh nói chị gái kia là người của một gia tộc lớn ở Tương Tây khiến cho trái tim của Chu Dương ngay lập tức căng thẳng. Du học ở nước Y, vô cùng nổi tiếng, tài hoa xuất chúng, gia tộc lớn ở Tương Tây. Nếu như những điều này còn chưa đủ để Chu Dương hoàn toàn xác nhận chị gái kia là Giang Yến, vậy thì câu hỏi cuối cùng này của Nhậm Thanh Thanh đã khiến cho Chu Dương hoàn toàn không thốt nên lời. Du học ở nước Y, vô cùng nổi tiếng, tài hoa xuất chúng, gia tộc lớn ở Tương Tây, họ Giang. Những điểm này kết hợp lại, ngoài Giang Yến ra còn có thể là ai? Chu Dương không nhẫn nhịn được nữa, ngụm rượu vang vừa uống đến miệng suýt nữa phun ra ngoài. Mặc dù Chu Dương đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng sự khác thường của anh cũng đã bị những người khác phát hiện. Nhậm Thanh Thanh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của anh. Cô đang giới thiệu một chị gái cùng trường của mình, nhưng Chu Dương lại có dáng vẻ muốn phun ra ngoài như vậy, là coi thường Nhậm Thanh Thanh,
hay cảm thấy điều mà cô nói đều là giả, không tồn tại. Chu Dương, anh làm cái gì vậy? Nếu như anh không tin lời tôi nói, anh cũng có thể không nghe, không cần thiết phải làm ra bộ dạng như vậy. Nhậm Thanh Thanh lập tức chất vấn anh. Chương 740, lời thỉnh cầu của Nhậm Thanh Thanh. Nhậm Phong và Bào Ca cùng dồn dập nhìn qua, thấy khuôn mặt của Chu Dương hơi ửng đỏ, khóe miệng còn lưu lại chút vết rượu vang, biết ngay những gì mà Nhậm Thanh Thanh nói đều là thật. Nhậm Phong không thay đổi biểu cảm, bởi vì ông ta cũng cảm thấy những gì Nhậm Thanh Thanh nói hơi cường điệu. Nếu như thực sự có một cô gái như vậy, Nhậm Phong không thể không biết. Nhưng ở tỉnh Tương Tây, họ Giang, có thể Nhậm Phong không biết thật. Dẫu sao đó là người của tỉnh Tương Tây, hơn nữa Nhậm Phong cũng không quá biết rõ về các gia tộc lớn và những người trong gia tộc lớn ở Tương Tây. Ngược lại là Bào Ca, nhìn thấy dáng vẻ bối rối Chu Dương, trong lòng thầm suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tương Tây, họ Giang, Bào Ca nhớ lại, trước kia mấy người Chu Dương vừa từ Tương Tây trở về Đông Hải, anh ta đều biết rõ mồn một những chuyện đã xảy ra ở Tương Tây một từ chỗ của Hổ gia. Đương nhiên cũng biết chuyện Chu Dương đã gặp một cô gái nhà Giang gia ở Tương Tây. Trong lòng chấn động, Bào Ca buột miệng, sao thế? Chu Dương, lẽ nào anh quen người đó ư? Lời của Bào Ca vừa nói ra, Nhậm Phong liếc nhìn với ánh mắt đầy tò mò, nếu như ngay cả Chu Dương cũng biết cô gái đó, vậy lời mà Nhậm Thanh Thanh nói chưa hẳn không phải là thật, chỉ là tính xác thực cần phải chờ điều tra. Nhậm Thanh Thanh trợn tròn hai mắt nhìn Chu Dương với vẻ mặt khó tin. Anh quen với chị Giang sao? Không thể nào, chị ấy đã ở nước Y hơn 10 năm, năm ngoái mới vừa trở về, hơn nữa anh dựa đâu mà đòi quen với chị ấy, không tự soi gương lại xem. Nhậm Thanh Thanh tỏ vẻ khó tin, lời nói mới nói tới một nửa, cũng không nói tiếp. Dù sao bất kể như thế nào, dáng vẻ của Nhậm Thanh Thanh đều là không tin. Trong mắt cô, Chu Dương sao có thể đánh đồng với chị Giang được, thậm chí đến tư cách quen biết cũng không có. Chu Dương này, lời mà Thanh Thanh nói đều là thật sao? Thật sự có một cô gái như vậy à? Nhưng Nhậm Phong lại nghiêm túc hỏi. Mặc dù Nhậm Thanh Thanh không tin Chu Dương quen biết chị Giang kia, nhưng Nhậm Phong là người thế nào? Từ lúc Nhậm Thanh Thanh bắt đầu giới thiệu về chị gái cùng trường đó, sắc mặt của Chu Dương đã thay đổi, lại thêm câu hỏi hoài nghi của Bào Ca vừa nãy nữa. Nhậm Phong dường như có thể đoán chắc Chu Dương có quen biết với chị Giang gì đó, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người rất có thể không hề đơn giản. Thậm chí tuyệt đối không phải quen biết đơn thuần. Nếu không, Chu Dương cũng sẽ không có biểu cảm như vậy. Ừ, nếu như người mà Nhậm tiểu thư nói tới thực sự là người mà tôi quen biết, thì có lẽ không sai. Chu Dương sờ chóp mũi, hơi ngượng ngùng nói. Anh không ngờ sẽ có một ngày lại gặp được một fan hâm mộ của Giang Yến ở Đông Hải, hơn nữa fan hâm mộ này trước đó còn không hiểu sao lại có ấn tượng xấu với anh. Hừ, tôi không tin, trừ khi anh có thể nói ra họ tên của chị ấy. Chu Dương đã nói như vậy rồi, Nhậm Thanh Thanh vẫn không tin lắm, cố chấp muốn Chu Dương nói ra họ tên của chị gái cùng trường kia thì cô mới tin. Nếu như tôi đoán không sai, chị Giang mà cô nói đó có lẽ là Giang Yến nhà Giang gia ở Tương Tây. Chu Dương khẽ cười, ung dung nói ra hai chữ Giang Yến, nhân tiện cũng nói về những thông tin công khai của Giang Yến, điều này cũng có thể tăng thêm độ xác thực. Lúc này, trong lòng của Chu Dương cũng đang thầm nói, Giang Yến à, thật xin lỗi. Mượn danh tiếng của cô một chút, chờ đến khi quay lại Tương Tây sẽ cảm ơn cô sau. Nghe thấy Chu Dương nói ra tên của chị gái cùng trường, Nhậm Thanh Thanh sững sờ tại chỗ. Lúc đầu cô nghe thấy Chu Dương nói có lẽ quen biết chị gái cùng trường còn cho rằng anh đang giả uy dọa người, đang cố thu hút sự chú ý của cô. Vì vậy Nhậm Thanh Thanh mới yêu cầu Chu Dương nói ra tên của chị gái đó thì cô mới tin. Nhưng khi Chu Dương thực sự đã nói đúng tên Giang Yến, hơn nữa đến một số thông tin của Giang Yến cũng giống hệt so với những gì cô biết được, cô thực sự sững sờ, nhìn chằm chằm Chu Dương, nhất thời không nói được lời nào. Anh, trong lòng Nhậm Thanh Thanh chấn động cực độ, cô không ngờ, vừa từ nước Y trở về, sống trong nhà của ông nội ở Đông Hải, lại gặp một người có chút hiểu nhầm với mình quen biết chị Giang Yến, hơn nữa còn thực sự quen chị ấy. Chu Dương không chỉ nói ra tên của Giang Yến, thậm chí Giang Yến trông như thế nào. Sở thích là gì, toàn bộ đều kể ra hết. Nhậm Thanh Thanh biết, có thể biết được rõ ràng như vậy, Chu Dương không phải đang bịa chuyện. Hơn nữa Chu Dương nói những điều này cũng gần giống với hiểu biết của Nhậm Thanh Thanh. Anh thật sự quen chị Giang sao? Sự kinh ngạc trên mặt Nhậm Thanh Thanh nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên và kích động. Một suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong lòng cô. Chu Dương quen với chị Giang,
vậy cô có thể thông qua Chu Dương để tiếp xúc gần hơn với chị Giang Yến, dẫu sao cô cũng là một fan hâm mộ của chị Giang. Lúc này Nhậm Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể lĩnh hội được tâm trạng của một người theo đuổi thần tượng là như thế nào. Nếu như người cô nói tới là Giang Yến đó thì quả thực tôi có quen, đây là ảnh của cô ấy. Nói xong, Chu Dương mở điện thoại ra, chọn ra vài bức ảnh có liên quan đến Giang Yến. Những bức ảnh này, có một số bức ảnh chụp lại khi anh đi dạo với cô ấy ở bên bờ sông trong lần gặp thứ hai, còn cả những tấm ảnh tuyên truyền khi Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng mỹ phẩm. Đương nhiên cũng sẽ có bức ảnh Chu Dương chụp cùng với Giang Yến. Cái gì, sao đến cả những bức ảnh này anh cũng có? Nhậm Thanh Thanh không đợi Chu Dương đưa điện thoại qua, trực tiếp dùng một tay cướp lấy điện thoại, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trên gương mặt còn có sự không thoải mái. Nhậm Thanh Thanh càng lướt xem nhiều tấm hình, vẻ mặt cô ngoài sự hài lòng, còn lại đều dần dần trở thành ngưỡng mộ, đố kỵ, căm hận. Sao anh lại có nhiều ảnh của chị Giang như vậy, hơn nữa hai người còn có cả ảnh chụp chung. Nhậm Thanh Thanh giơ điện thoại lên, đó là bức ảnh chụp chung của Chu Dương và Giang Yến. Trên bức ảnh, Chu Dương và Giang Yến dựa vào nhau rất gần, thậm chí nếu không nhìn kỹ còn cho rằng Giang Yến đang tựa đầu vào vai của Chu Dương, tay của hai người giống như đang nắm vào nhau. Nhìn thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết. Nhậm Thanh Thanh thực sự vô cùng ngưỡng mộ. Cô không hiểu, Chu Dương ở trước mặt này sao lại có ảnh chụp chung với Giang Yến, hơn nữa còn thân thiết như vậy. Phải biết rằng bức ảnh này có thể bị phát tán ra ngoài bất cứ lúc nào. Lẽ nào chị Giang không lo bị Chu Dương tung ảnh ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của chị ấy sao? Khụ khụ, trước kia tôi từng đến Tương Tây, tình cờ quen biết Giang Yến. Cũng từng hợp tác với cô ấy, những bức ảnh này không đáng là gì. Chu Dương xua tay, khiêm tốn nói. Từ góc nhìn của anh, đương nhiên có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ và ghen tị trên mặt của Nhậm Thanh Thanh. Nhưng điều này không liên quan gì tới anh. Hơn nữa những bức ảnh này đều đã chụp, tất cả đều là sự thật đã tồn tại, cũng không thể thay đổi được. Nói như vậy, anh thực sự có quen với chị Giang, hơn nữa quan hệ rất tốt. Sắc mặt Nhậm Thanh Thanh thay đổi. Nhỏ tiếng thì thầm một câu, sau đó giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nhìn Chu Dương với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành. Anh có thể đưa tôi đi gặp chị ấy không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.